Hello mọi người, lại là mình Lani review phim đây. Mình đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây. Lần này mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim vô cùng hấp dẫn. Nói về phim Thái Lan thì chắc các bạn của tôi khỏi phải chê về độ tấu hề và kinh dị rồi đúng không? Vậy cùng mình coi thử độ hấp dẫn của bộ phim này thế nào nhé. Bắt đầu cảnh truy đuổi giữa hai thanh niên với gam màu tối rùng rợn. Trước khi bất tỉnh, cậu đã nhìn thấy hiệu trưởng của homeschool. Ông đến và nói rằng cậu thuộc về nơi này, nhưng cậu lại cho rằng nơi đây chính là địa ngục rồi ngất đi. Cảnh chuyển đến buổi sáng, trong căn phòng mọi người ngồi như những học sinh trong phòng học, và đó chính là buổi phỏng vấn phụ huynh học sinh để được chọn vào ngôi trường này, và họ đều là những nhân vật có tiếng, giàu có và những đứa con với tính cách khác biệt. Một lúc sau, cô giáo bước ra và gọi những học sinh muốn thi để lấy học bổng đi vào. Việc được nhận vào homeschool là điều không dễ dàng, và mỗi khóa chỉ có 2 suất học bổng trong hơn 1.000 đơn đăng ký. Sau khi phỏng vấn, Maki nhận được lời mời nhập học homeschool. Bữa tiệc chào đón học sinh mới được diễn ra ngoài sân vườn với hàng loạt đồ ăn ngon. Khi tất cả học sinh đang ăn bánh quy thì thầy hiệu trưởng cùng cô giáo bước vào chào đón 13 học sinh khóa thứ 6 của homeschool. Và phụ huynh của các em đều đã ký đơn chấp thuận các bạn trở thành học sinh của homeschool và cho phép các bạn được chăm sóc tại đây, và mọi người phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc tại trường. Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, điện toàn trường bỗng tắt hết và lần lượt học sinh ngã xuống vì đau đầu do bị chuốc thuốc. Chào mừng các bạn đến với homeschool. Sáng hôm sau, tất cả học sinh đều đang bất tỉnh trên xe bu. Maki tỉnh dậy sớm nhất và hỏi tài xế rằng đưa họ đi đâu và gọi mọi người trên xe dậy. 13 học sinh được đưa đến nơi gọi là homeschool, nhưng họ đều khó chịu và bực tức vì bị chuốc thuốc vào đêm hôm trước và coi rằng đây là hành vi bắt cóc. Thầy hiệu trưởng cho rằng đó là một phần của khoa học của trường, và điều này các vị phụ huynh đều đã được thông báo. Nhưng cả đám học sinh vẫn ra sức chống đối, và có 2 học sinh có ý định rời đi, nhưng thầy giáo phía sau đã đe dọa rằng nếu họ có ý định phá rối sẽ bị phạt. Tại đây, học sinh không được dùng điện thoại, từng người một lên để điện thoại vào thùng gỗ mà cô giáo yêu cầu. Tất cả học sinh đều phải đi ngủ cùng lúc và không được rời khỏi phòng sau giờ ngủ, cùng với đó họ cũng phải thức dậy cùng một lúc. Đến giờ học, nhưng cô giáo thấy thiếu một học sinh Jin Jai. Được biết cô bé còn đang ngủ, nhưng cô giáo vẫn tiếp tục phổ biến quy tắc tại homeschool rằng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần học sinh phải tự nấu ăn 3 bữa của mình, và trường chỉ phục vụ bữa ăn cho các bạn từ thứ hai đến thứ sáu. Sau khi phổ biến quy tắc, cô giáo tới đi. Sau đó tất cả học sinh ngồi trên bàn ăn và thầy Amin cùng cô giáo đến, lại là những bài học về homeschool. Thầy cô phổ cập cho chúng những thông tin mới về ngôi trường này, nhưng chúng vẫn muốn bỏ về. Đây chính là nhà của mọi người, và học sinh tại đây phải gọi những người ở homeschool là giáo viên, phải kính trọng và tuân thủ nghiêm ngặt những gì thầy cô dạy và quy định của trường. Đặc biệt quy định số 5, học sinh chỉ được ở trong khu vực nhà trường, không được vào khu cấm, vào rừng vì sẽ bị lạc và bị thương nặng. Sau khi nghe xong thầy Amin phổ biến quy định, đám học sinh đã nhanh chóng chạy đến trước cổng đang bị khóa xích và muốn bỏ trốn, mà không biết rằng đã bị thầy Amin quan sát từ camera. Sau khi mở được cửa, cả đám chạy vào rừng. Maki, Nai và Tibet đi cùng nhau bên bờ sông đang nói chuyện về những quy tắc kỳ lạ ở homeschool thì bỗng có thông báo tất cả học sinh khóa 6 tập trung tại phòng họp. Khi mọi người đến phòng thì chỉ còn 6 học sinh đang hoang mang về những cảnh báo mà thầy Amin vừa nói lúc sáng. Cô giáo bước vào thông báo rằng các bạn khác đã bỏ trốn vi phạm luật số 5, vậy nên tất cả học sinh phải chịu trách nhiệm bằng cách đi tìm và đưa những học sinh đó về trường. Nhưng không ai đồng ý điều đó, vì thầy cô đã nói rằng khu rừng đó rất nguy hiểm và họ có thể sẽ bị lạc khi đi tìm các bạn khác. Nhưng cô giáo vẫn khăng khăng muốn họ đi tìm, và theo luật số 6 các học sinh phải có trách nhiệm với nhau. Nhóm bỏ trốn đang cảm thấy mệt mỏi vì đã đi một đoạn khá xa, nhưng một học sinh khuyên họ nên đi tiếp nếu không muốn bị thầy cô bắt được. Đội đi tìm cũng theo phía sau và gọi tên bọn họ nhưng không có tiếng đáp lại. Maki đề nghị chia ra đi tìm trước khi trời tối nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Feng, Bi và Nai sẽ đi cùng nhau. Tibet, Pe Nhung và Maki sẽ đi hướng ngược lại. Sau khi chia nhau đi tìm, Pe Nhung vì sợ đi lạc nên cậu đã lấy củi khô đánh dấu những gốc cây đi qua. Vì quá mệt nên đã có người muốn quay trở lại trường vì trời đang tối, nhưng lại bị coi là đồ nhát gan và xảy ra tranh cãi rồi đấm nhau. Wai ngăn cản và quay trở về homeschool cùng 3 học sinh khác. Chỉ còn lại 3 học sinh và học quyết định tiếp tục bỏ đi khỏi trường cho dù trời tối. Bên này đội tìm kiếm vẫn đang cầm đèn đi tìm. Trên đường quay trở về, Wai thấy Fuki có nhiều vết thương ở chân, nhưng cô cho rằng vết nhỏ nên không sao. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng hét kỳ lạ khiến họ sợ hãi và chạy tán loạn. May thay Wai thấy Miko nên dẫn cả đám chạy về phía cô. Maki định đi tìm hiểu tiếng hét đó từ đâu thì Tibet khuyên cô nên quay trở về trường vì trời đã tối và chân của Fuki cũng đã dính rất nhiều vết thương. Đám bỏ trốn cho rằng khu rừng này như mê cung vậy khiến họ bị lạc từ nãy. Pe Nhung nói rằng cậu sẽ dẫn mọi người quay về vì cậu đã đánh dấu hướng đi rồi. Wai khen Pe Nhung thông minh rồi dẫn mọi người đi theo dấu mà cậu để lại. Khi trở về trường, họ được cô Praepon chăm sóc. Nhưng vì còn 3 người chưa quay về nên các bạn phải tìm cho bằng được. Tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của học sinh cùng khóa 6. Họ lại quay trở ra khu rừng và tìm kiếm. Wai khó chịu rằng tại sao phải đi tìm mấy con người khó ưa đó, thì bỗng nghe tiếng như có người vụt qua. Miko cho rằng như ai đó đang theo dõi họ. Bên này 3 học sinh lại tiếp tục tranh cãi vì quá mệt mỏi. Bỗng Hugo ngửi thấy mùi khó chịu và lần theo dấu vết. Họ tìm thấy một xác chết động vật thối giữa và sau đó là tiếng hét vọng từ đâu đó khiến họ sợ hãi và bỏ chạy. Jin Jai bị vấp nên đã ngã xuống, còn 2 học sinh nam kia bỏ chạy không thèm ngoái nhìn lại. Bifeng đang nản chí vì không tìm thấy ai và bị lạc trong rừng. Nai an ủi họ và định tiến lại thì thấy thầy giáo đứng bên phía đối diện. Khi chạy đi một đoạn thì mới để ý không có Jin Jai một người, định quay lại tìm cô ấy thì gặp thầy giáo đứng phía sau. Đội tìm kiếm Maki tìm được Jin Jai đang ngồi một chỗ vì chân có vẻ đã bị bong gân. Họ cũng gặp thầy giáo đó và được điều về homeschool vì đã tìm thấy tất cả học sinh.
Về đến trường, Maki muốn hỏi thầy Amin rằng liệu có phải thầy đã lên kế hoạch cho chuyện xảy ra vào hôm nay. Nhưng thầy phủ nhận và nói rằng bỏ đi là quyết định của các em, thầy đã quan sát mọi người ở bên ngoài khu rừng đó. Vì để cho mọi người học được cách biết quan tâm đến nhau, ông bảo mọi người về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của học kỳ. Khi Maki trên đường trở về phòng, cô bỗng bị thu hút bởi những hình ảnh về cựu học sinh tại đây. Cô dừng lại bên bức hình của một nam sinh, người đó chính là anh trai của Maki tên Jun, tên thật của Maki là Jin. Anh trai cô đã hứa sẽ quay trở lại sau khi giải quyết việc. Đưa cho cô chiếc vòng cổ có chữ R, anh dặn dò dù cho có chuyện gì cũng không được vào homeschool rồi gửi cô bé ở một nhà thờ và bỏ đi. Khi đang nhìn vòng cổ anh trai đưa thì thầy Amin đến và hỏi cô đang nhìn gì. Maki hỏi về nam sinh trên bức ảnh. Thầy Amin nói rằng đó là Jun, học sinh ưa thích của thầy. Đến khi Maki hỏi về cậu nam sinh đó giờ thế nào thì thầy Amin không trả lời cô. Toàn bộ học sinh đang tham dự lớp học thể dục của thầy Champe, thầy sẽ đảm nhận bộ môn thể dục từ thứ 2 đến thứ 6, vì là buổi đầu nên chỉ khởi động nhẹ nhàng bằng thử thách chạy lấy điểm. Sẽ có 10 điểm và 10 vòng để hoàn thành. Nghe đến 10 vòng ai cũng nản chí nhưng thầy Champe thổi còi và thúc giục cả đám chạy bộ. Đến khi có người dừng lại vì quá mệt nhưng thầy vẫn bắt đứng dậy chạy. Ông nói rằng không được dừng lại nếu không có hiệu lệnh của thầy, nếu có người dừng lại thì tất cả sẽ phải chạy thêm 5 vòng nữa. Đến giờ ăn, vì đồ ăn quá ngon nên có học sinh xin thầy phó bản thêm đồ ăn, nhưng thầy nói rằng tất cả đều được nhận lượng thức ăn như nhau, không ai ăn ít hơn hay nhiều hơn người khác. Ngày đầu tiên của năm học, thầy Amin giới thiệu với tất cả học sinh về các giáo viên của trường. Cô Iani là hiệu trưởng của homeschool, là giáo viên ngoại ngữ. Cô Praepon quản lý bệnh xá, giáo viên dạy tâm lý học điều dưỡng và chữa lành tự nhiên. Thầy Prasad dạy khoa học xã hội và lịch sử. Cô Zilak dạy toán học và khoa học. Thầy Champe dạy giáo dục thể chất, thể thao và sinh học. Thầy phó bản quản lý chung tại homeschool, chăm sóc mọi nhu cầu thiết yếu của học sinh. Sau tiếng vỗ tay hờ hững, thầy Amin nói rằng do tuần này không có tiết học nào nên yêu cầu học sinh chăm sóc những chú vịt con. Nếu ai khiến chú vịt con bị thương, ốm và chết thì sẽ bị phạt. Khi cả đám không biết làm gì với những chú vịt này, Pe Nhung nói rằng trước hết những chú vịt này cần thức ăn và nhà nên Maki chia nhóm, nhóm tìm đồ ăn, nhóm tìm nhà. Cả đám rời đi tìm thức ăn và nhà cho đám vịt. Pe Nhung cùng Maki và Wai và những nữ sinh đến nhà bếp tìm thức ăn. Trong khi mọi người không biết nên cho vịt ăn gì thì Pe Nhung nói rằng cậu đọc sách họ nói cho vịt ăn thức ăn viên của vịt hoặc đồ ăn dễ tiêu hóa nên có thể trộn cơm với rau băm nhỏ. Sau khi nghe vậy cả đám đi làm đồ ăn cho những con vịt. Trong khi đó hội con trai đi đến khu vườn tìm gỗ để làm nhà cho lũ vịt. Trong khi cả đám đang làm thì có 3 học sinh chỉ ngồi đó nhìn. Khi được hỏi đến sao không giúp đỡ thì họ nói rằng họ đến đây để học chứ không phải đi chăn vịt. Cô Iani đứng phía sau, được báo cáo về việc nhóm của Hugo không chịu làm mà chỉ ngồi đó. Cô nói rằng đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Trong tuần này cô sẽ không phạt ai mà chỉ ai làm vịt bị thương ốm chết mới bị phạt. Vì vậy nếu không được giúp đỡ các em sẽ học được bài học về bổn phận và lương tâm. Thấy Pe Nhung nói những điều cậu biết về vịt khiến nhóm Hugo tức mất nên đã nhân cơ hội Pe Nhung bê khay đồ ăn cho vịt, ngáng chân cậu khiến cậu ngã và làm đổ thức ăn vịt ra ngoài đất. Wai cho rằng nhóm của Hugo đang bắt nạt Pe Nhung nhưng hắn lại nói rằng đó chỉ là tai nạn rồi định giở trò giả vờ giúp đỡ Pe Nhung nhặt đồ. Hắn định bắt cậu ăn đồ ăn của vịt nhưng bị Pe Nhung đẩy ra, bà trở thành trò cười cho mọi người. Vì bị cười đùa nên Hugo đổ lỗi và định đánh Pe Nhung thì bị ngăn cản. Cả nhóm nhìn Pe Nhung đang giãy giụa dưới đất vì bị kích động. Wai tức tối đi ra và tát Hugo và nói đừng động đến Pe Nhung nhưng Hugo vẫn chưa chịu nhượng bộ. Cậu tiến đến định đánh trả thì Nai đứng ra thách thức cậu ta. Đến khi Maki ngăn cản nói rằng sẽ bị thầy cô phạt nếu cứ xảy ra mâu thuẫn như vậy. Cô Iani luôn quan sát cả bọn ở phía sau. Khi có chuông báo đến giờ ăn trưa, cả bọn quay trở lại phòng ăn và ăn trưa nhưng món ăn lại vừa mặn và cứng khiến họ rất khó ăn. Không ngon như bữa sáng nên họ muốn đổi món thì thầy phó bản nói rằng nếu không ăn thì sẽ phải nhịn đói tới tối. Sau bữa trưa nhóm Maki quay lại chuồng vịt và chăm sóc chúng. Pe Nhung gợi ý mọi người nên đặt tên cho vịt của mình vì ai cũng có tên. Tibet đặt tên cho vịt của cậu là Bo, vì mẹ cậu gọi tất cả con vật đều là Bo nên Nai cũng muốn gọi vịt của mình là Bo, nhưng vì cùng tên nên họ phải chia thành Bo 1 và Bo 2. Khi nhóm của Hugo nhờ cho vịt của họ ăn thì Wai đồng ý và nhân tiện nói những câu khịa đến chủ của chúng. Cô Iani vẫn quan sát và ghi chép về những hành vi của học sinh. Sau những ngày được giao nhiệm vụ chăm sóc vịt con, thầy Amin hỏi tất cả học sinh rằng họ học được gì từ những con vịt, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng nên thầy bảo họ tiếp tục chăm sóc vịt. Nhóm của Hugo nói rằng chăm sóc những con vịt ngu ngốc đó chỉ tốn thời gian và Jin Jae nói rằng cô không hiểu sao phải đi chăm vịt ở đây. Thầy Amin nói rằng sẽ có phần thưởng nếu ai giữ an toàn cho vịt của mình tới một ngày nhất định thì mỗi bữa sẽ được ăn món đặc biệt. Không phải dậy sớm tập thể dục và cuối cùng sẽ có phòng ngủ riêng. Chỉ cần giữ cho vịt của mình không bị chết thì sẽ nhận được những phần quà đó. Dường như đó chính là hành vi khơi dậy lên những bản tính xấu của những học sinh. Hội Hugo đến kêu Pe Nhung chăm vịt hộ bọn chúng trên tinh thần bắt ép. Jin Jae cũng bắt đầu đến nhờ Bi và Feng chăm sóc vịt họ với lý do chân vẫn còn đau. Đến giờ ngủ cả nhóm không thấy Pe Nhung đâu. Pe Nhung vì sợ trời mưa đám vịt sẽ bị chết, cậu liền vội chạy ra chuồng vịt cho đám vịt con vào thùng để tránh mưa. Sau khi đếm đủ số vịt và đặt vào lồng rồi cầm vịt con của mình cùng của mấy người bạn chạy về phòng. Trong khi các bạn cùng phòng bỏ lơ về tính mạng của những chú vịt trong đêm mưa thì Pe Nhung đã mang chúng vào phòng. Đang cằn nhằn về tiếng vịt kêu trong phòng cả đêm thì bỗng thấy chuồng vịt bên ngoài đã bị phá vỡ nên cả hai vội đi tìm những chú vịt. Khi tất cả học sinh đứng tập trung tại phòng ăn, cô Iani có nói rằng ai làm mất vịt của mình thì phải đi tìm lại, phải chịu trách nhiệm về những chú vịt, nếu không tìm thấy họ sẽ bị phạt.
những ai giữ được vịt của mình thì có thể ngồi ăn sáng. Những học sinh đang đi tìm vịt của mình, tìm cả buổi nhưng không ai tìm thấy. Khi quay lại phòng ăn thì đồ ăn đã bị thầy Phồn Án dọn sạch đi rồi nên không còn đồ gì để ăn. Nhóm của Hugo vì được Pe Nhung giữ hộ vịt con nên đã được ngồi lại ăn. Họ bí mật giấu những mẩu bánh mì trong hộp nhưng lại chỉ đủ cho những cô gái. Maki lại quyết định rằng sẽ chia cho các bạn nam vì cho rằng ăn ít còn hơn chết đói để có sức đi tìm vịt tiếp. Sau khi ăn xong, nhóm của Maki đi vào rừng tìm vịt. Đang càm ràm thì Maki nhìn thấy một chú vịt tiến đến. Xem thì đó là vịt của Jinjai và chú vịt tên Bo Hai của Nai. Vì tìm thấy vịt của mình nên Jinjai viện cớ bỏ về trước vì chân đau. Nai nhờ Jinjai mang vịt của mình về cùng và tiếp tục tìm cùng với Maki. Nhóm của Wai vẫn tiếp đi tìm vịt nhưng Bi và Feng dần nản chí. Cả nhóm lại cằn nhằn rồi Wai nghĩ ra ý tưởng nhờ Pe Nhung đi tìm vịt hộ mình. Nói xong cả nhóm quyết định về nhờ Pe Nhung tìm vịt hộ cả nhóm. Fuji nói rằng không nên ép Pe Nhung vì đó là trách nhiệm của tất cả bọn họ. Pe Nhung quyết định giúp bọn họ. Khi cả nhóm quay về chuồng vịt thì tất cả những chú vịt đã ở đó rồi. Mọi người đều cảm ơn và nói rằng Pe Nhung là thiên tài. Pe Nhung nghe lời mẹ dặn về cách nuôi dạy những con vật phải có trách nhiệm khi nuôi chúng. Cuối cùng nhóm của Wai cũng hiểu ra ý mà thầy Amin muốn nói đến khi bảo học sinh chăm sóc vịt con. Cả nhóm đứng dậy và quyết định dựng lại chuồng cho vịt con. Bên này nhóm của Maki vẫn tiếp tục đi tìm, đến khi trời tối như mực họ nhìn thấy cánh cửa kỳ lạ. Họ cho rằng đó chính là khu vực cấm nguy hiểm không nên tiếp cận gần. Maki nói rằng chả phải Wai đã nghe thấy tiếng hét trong rừng lúc bỏ trốn hay sao. Cô nghĩ rằng đó là tiếng hét của con người chứ không phải ma quỷ trong rừng. Cô nói rằng đây không phải nơi linh thiêng gì cả, chỉ là nơi ngăn cản họ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nai nói rằng không nên động đến vì sẽ gặp nguy hiểm. Khi Maki định phá cửa thì thầy Prasad tiến đến và hét lớn ngăn cản cô tiếp cận khu vực cấm. Thầy Prasad nói rằng đây là khu vực cấm và nguy hiểm nên mọi người không nên tiếp cận gần. Maki nói rằng cô phải tìm những chú vịt con thì thầy nói rằng vịt đã được tìm lại hết rồi, chúng đang ở chuồng vịt, hãy mau quay trở về và đừng quay lại đây nữa. Maki vẫn tiếp tục hỏi thầy Prasad về khu vực cấm nhưng thầy chỉ nói rằng thầy đang bảo vệ học sinh khỏi nguy hiểm. Maki cho rằng thầy giáo đang che giấu điều gì đó nhưng không thể cãi lại nên đành quay về homeschool. Jinjai đợi Hugo và rủ cậu ra ngoài tìm vịt để tòm tèm bên ngoài. Hai người hôn nhau trên ghế. Jinjai nhìn thấy một con vịt đã bị chết nhưng Hugo cho rằng nó chỉ đang ngủ rồi cả hai tiến đến gần xem. Khi động vào mới biết con vịt đã thực sự chết rồi, trên chân của nó có tên Hugo khiến cậu hoảng sợ rồi nhìn Jinjai. Cả đám bị triệu tập đến phòng họp trong đêm. Thầy Amin nói rằng một học sinh đã vi phạm quy định và sẽ phải chịu phạt vì vô trách nhiệm, thiếu quan tâm, không để tâm đến việc được giao. Thầy phó bản bê đến một con vịt của Pe Nhung đã bị chết khiến tất cả đều thấy kỳ lạ. Pe Nhung nói rằng đó không phải vịt của cậu và khẳng định vịt con của cậu vẫn còn sống. Thầy Amin phạt Pe Nhung bị cấm túc và bị nhốt một mình tại phòng xưng tội đến khi thừa nhận hành vi của mình. Pe Nhung hoảng loạn và nhắc đi nhắc lại những câu nói kỳ lạ. Wai bật dậy nói rằng cô không tin Pe Nhung để vịt của mình bị chết vì cậu ấy là người chăm vịt giỏi nhất. Nhưng thầy Amin đã kiểm tra và thực sự con vịt đã bị bệnh, Pe Nhung phải chịu trách nhiệm cho sự vô trách nhiệm lần này. Maki dường như không giữ nổi bình tĩnh khi nhớ lại quá khứ, khi anh trai Jun đang cầm con dao giết bố trong tay khi cô tiến đến gần anh trai mình. Đến đêm đi ngủ cô vẫn gặp ác mộng và bị tỉnh giấc trong đêm. Có vẻ nỗi bất an vẫn luôn bên trong cô. Sáng hôm sau tất cả mọi người đều được thưởng thức bữa ăn, đặc biệt là món beefsteak được làm từ nguyên liệu đặc biệt. Khi tất cả đang hăng say ăn thì Fei nhìn thấy bảng tên được gắn trên chân vịt lại được đặt bên dưới miếng thịt bò. Cô mới nhận ra là họ đang ăn con vịt của mình. Mọi người hỏi cô Iani tại sao lại có bảng tên dưới miếng thịt, chả nhẽ cô đã giết những con vịt. Cô Iani nói rằng món ăn mà các em đang ăn chính là làm từ con vịt của các em. Đó là hình phạt của tất cả mọi người. Mọi người đều tỏ ra ghê sợ vì đã ăn thịt chính con vịt của mình. Cô Iani nói rằng họ cần nhanh chóng ăn xong và chuẩn bị cho buổi học. Mọi người chạy đến chuồng vịt để đính chính liệu cô Iani đã thực sự giết những chú vịt đó. Nhưng khi đến chuồng vịt thì những con vịt đó đã thực sự biến mất. Mọi người đều cảm thấy giáo viên đã đi quá xa khi làm những việc này và bắt họ phải chịu phạt. Mọi người cho rằng không nên nhượng bộ thầy cô nữa vì làm vậy thầy cô sẽ càng được đà. Họ tính trốn học nhưng Maki nói rằng nếu làm vậy thầy cô sẽ phạt họ ngày càng nhiều. Đúng lúc đó, có thông báo toàn bộ học sinh tập trung tại phòng họp, chỉ có nhóm một vài người và Maki quay lại phòng. Còn lại Wai, Fuji và nhóm Hugo quyết không lên lớp mà ngồi ở ngoài hiên. Đang tính bỏ trốn thì thầy Prasad bắt gặp và nói rằng bọn họ nên vào lớp học. Cả bọn chạy đi thì gặp thầy phó bản tên chạy đầu bị đánh và nhóm lại buộc phải nghe lời xếp thành hàng và quay trở về lớp học. Thầy Prasad dạy tiết học lịch sử và muốn mọi người nghe thật kỹ bài giảng này. Con người chính là kẻ thù lớn nhất của lịch sử. Khi vào bài học, thầy Prasad đưa tờ giấy đến từng bạn học sinh và yêu cầu họ đối diện với sự thật. Tất cả phải viết lời thú nhận về những sai lầm đã mắc kể từ khi đến homeschool. Wai cho rằng thầy Prasad cũng phải viết về những điều sai trái của trường. Nhưng thầy lại nói rằng các bạn đang ở homeschool nên buộc phải tuân thủ nguyên tắc tại đây. Phụ huynh các bạn đều đã biết về điều này. Những quy định ngày càng quá đáng khiến học sinh càng nhiều sự ức chế, căm phẫn và tức giận. Cô Iani đến báo cáo với thầy Amin về tiết học đầu tiên diễn ra như thầy dự đoán. Thầy Prasad báo rằng tình trạng của Jun đêm qua khá lo ngại, nhưng thầy Amin nói rằng chuyện đó thầy sẽ lo. Cô Iani nói rằng thầy nên nhớ đây là homeschool, không phải bệnh viện. Chỉ với cái nhìn tức giận của thầy Amin khiến cô Iani vội rời đi. Maki tỉnh dậy sau cơn ác mộng thì nhận ra đã quá giờ tập thể dục nên cô vội vã gọi mọi người dậy. Wai thấy lạ vì họ không bị đánh thức như mọi khi. Bên nữ chỉ có Maki, Wai và Fuji chạy đến và bên nam cũng chỉ có ba đứa đứng sẵn đợi tập thể dục vì gọi mãi mọi người không chịu dậy.
thầy Cham P tiến đến và yêu cầu mọi người chạy đến khi các học sinh khác thức dậy. Những người dậy sớm đến đúng giờ thì bị phạt chạy, còn những người đến muộn thì được ngồi xem chạy. Đến giờ ăn thức ăn lại là đồ khó nuốt, khiến một số học sinh định rời đi không ăn thì cô Iani quay lại nói rằng nếu những ai không ăn thì những bạn còn lại sẽ phải ăn phần đó, không ăn hết thì các bạn sẽ không được ăn bữa tiếp theo. Và nếu không muốn chuyện đó xảy ra thì bảo mọi người đều phải ăn. Tất cả mọi người đều quay lại phần ăn của mình. Sau khi ăn xong, Maki và Wai tìm đến cô Iani và hỏi về tình hình của Pe Nhung. Cô Iani nói rằng Pe Nhung đang được điều trị khiến Maki và Wai lo lắng và khó hiểu. Pe Nhung đang điều trị tâm lý và nhốt một mình, và cô Iani nói rằng không nên lo cho cậu ấy vì homeschool sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Wai muốn đến thăm Pe Nhung nhưng cô Iani nói rằng được thăm sau khi học xong. Maki nói rằng họ có được học cái gì đâu, chỉ bị phạt suốt ngày thì sao coi là học hành được, nhưng cô Iani không nói gì và rời đi. Tất cả học sinh đến với buổi học đầu tiên, cô Jilak bắt đầu bằng cách trả lời những câu hỏi đơn giản để rèn luyện suy nghĩ và tâm trí. Với tờ câu hỏi trên bàn, mọi người có 5 phút suy nghĩ làm. Nếu không sẽ bị phạt, mọi người đều phải làm cho đến khi có câu trả lời đúng, và nếu có ai làm sai dù chỉ một câu thì tất cả mọi người sẽ không được rời khỏi căn phòng này. Sau khi đi quanh một vòng, cô Jilak nói rằng có một số bạn đã trả lời đúng còn một số thì không thế, nên các bạn phải trả lời thêm câu hỏi. Ngày càng nhiều những quy tắc khó hiểu khiến tất cả học sinh phải suy nghĩ, họ đến đây để chịu phạt thay vì học, có khi chính họ mới là đang bị phạt chứ không phải Pe Nhung. Pe Nhung bị thầy phó bản nhốt trong một căn phòng bí mật, nhưng Pe Nhung bám lấy thầy và nói rằng cậu không muốn bị nhốt ở đây. Thầy phó bản đưa một chiếc kẹo cho Pe Nhung nhưng cậu không chịu lấy. Thầy đã nhét vào miệng cậu và nói rằng đó là lệnh của thầy Amin và cậu sẽ hồi phục nhanh thôi. Pe Nhung như phát điên lên về những ký ức khó quên trong quá khứ khi bị bố nhốt lại trong phòng. Lúc này Maki và Wai bước vào giúp trấn an Pe Nhung. Họ đưa cậu chiếc bánh cậu yêu thích. Điều đó khiến Pe Nhung bình tĩnh lại và nói rằng bữa tối thứ tư rất ngon. Wai khen cậu trí nhớ tốt thì Pe Nhung nói rằng thầy Amin cũng nói vậy và bảo rằng trí nhớ cũng có thể là vũ khí của Pe Nhung. Maki không hiểu sao thầy Amin lại nói vậy với Pe Nhung, cả cậu cũng không hiểu tại sao. Pe Nhung nói rằng con vịt đã chết không phải vịt của cậu vì vịt của cậu có một đốm ở chân trái, vịt của Wai thì có cái mỏ nhọn nhất và là con lớn thứ hai sau vịt của Mok. Vịt của Maki thì tròn và có vết bớt ở cánh phải, nhưng cậu lại không biết rằng con vịt đã chết là của ai và cậu cũng chưa từng thấy con vịt đó trước đấy. Điều này khiến Maki và Wai thấy có điểm đáng ngờ và nghĩ rằng đây có thể là kế hoạch của thầy cô cả những con vịt và Pe Nhung. Tất cả những học sinh bắt đầu bị phạt sau khi con vịt chết. Pe Nhung bị bắt đi nhưng Pe Nhung nói rằng con vịt đó không phải của ai trong số 13 học sinh. Vậy nên nó rất có thể là con vịt do thầy cô cố tình dàn dựng để có chuyện phạt mọi người. Wai và Maki rời đi tìm đến thầy cô và nói rằng thầy cô đang cố tình làm những điều khó dễ cho học sinh. Bằng những quy tắc không giống ai khiến thầy Prasad tức giận, nhưng thầy lại kiềm chế và nói rằng có vẻ học sinh khóa 6 có nhiều học sinh nhanh trí hơn. Cô Prayapon nói rằng hiểu vấn đề rồi thì nên ra tay giải quyết thôi. Maki hỏi là có chuyện gì nhưng thầy cô chỉ im lặng và rời đi. Sau khi biết vấn đề, mấy đứa ngồi nói chuyện về cách thầy cô đang dạy học sinh tại trường này. Sau một hồi nói chuyện, Maki lại nghĩ rằng nếu như các thầy cô không hề sắp đặt chuyện này mà con vịt là của một người khác thì sao? Điều đó cũng có khả năng vì có thể đó chính là lý do họ đặt ra những quy định kỳ lạ tại đây. Và có thể đã có người đổ tội cho Pe Nhung. Cuối cùng họ cũng đã tìm ra câu trả lời và điều đó đã bị thầy Amin nhìn thấy. Đến bữa ăn, khi mọi người đang ăn, thầy phó bản đem đến chỗ Jin Jae một bọc thức ăn và kêu cô mang đến cho Pe Nhung nhưng cô không muốn làm. Thầy phó bản nói rằng đó là lệnh của thầy Amin và từ hôm nay việc mang thức ăn đến cho Pe Nhung là trách nhiệm của Jin Jae. Jin Jae mang đồ ăn đến cho Pe Nhung. Khi nghe những câu nói của cậu ấy khiến cô tỏ vẻ khó chịu và bị Maki chặn gặp vì Maki nghĩ rằng Jin Jae đã biết chuyện gì đó về vụ con vịt. Hugo đến ngăn cản và Maki nói rằng nếu không nói thật thì thầy cô sẽ không dừng phạt mọi người. Đến giờ tập thể dục, mọi người đều bị phạt với cường độ cao khiến mọi người đều mệt mỏi và tức tối. Maki nói rằng việc này là vì đã có người vu oan cho Pe Nhung. Hugo vẫn cho rằng đó là lý do vớ vẩn để ép cậu nói ra sự thật rồi lại xông vào đánh nhau. Cuối cùng Jin Jae và Hugo đến thú nhận với thầy Amin về việc mà họ đã làm cháo bảng tên vịt của Pe Nhung và Hugo. Thầy Amin nói rằng đã biết điều đó và vịt của mọi người đều sống, không có con nào chết cả. Và đây chính là bài học đầu tiên mà thầy muốn dạy cho học sinh của mình hiểu là không được để người vô tội bị vu oan. Và thầy cô sẽ dừng lại các hình phạt và Pe Nhung sẽ được thả. Hugo và Jin Jae sẽ bị phạt suy nghĩ lại về hành vi của mình. Mọi người được về phòng nghỉ ngơi và đi ngủ. Pe Nhung vẫn tiếp tục chăm sóc những chú vịt con. Hugo và Jin Jae đến xin lỗi Pe Nhung về việc họ đã làm. Thông báo yêu cầu toàn bộ học sinh khóa 6 đến phòng họp. Toàn bộ thầy cô cũng có mặt và thầy Amin thông báo chỉ định Maki làm lớp trưởng của khóa 6 tại homeschool trong 3 năm học. Quay lại quá khứ khi thầy Amin yêu cầu Jun giết người, nhưng cậu cho rằng điều đó là sai trái và sẽ không làm. Thầy Amin vẫn cho rằng ông làm tất cả vì tương lai của homeschool. Thầy Amin cho gọi Maki đến gặp và trao đổi về việc cô sẽ đảm nhận chức vụ lớp trưởng. Nhiệm vụ của cô sẽ phải quan sát và đảm bảo tất cả mọi người tuân thủ nội quy của nhà trường, đồng thời làm việc cùng thầy phó bản để giữ gìn quy củ của homeschool. Maki thắc mắc sao cô lại được chọn làm lớp trưởng. Thầy Amin nói rằng cô làm thầy nhớ đến một cựu học sinh của khóa 4 là Jun, cũng chính là người mà Maki đã hỏi mấy ngày trước. Thầy Amin nói rằng Maki và Jun có nhiều điểm giống nhau và cũng đều làm lớp trưởng. Maki muốn biết Jun hiện tại đang làm gì và ở đâu nhưng thầy Amin chỉ nói rằng cô sẽ sớm được gặp Jun.
Tất cả học sinh lại bị triệu tập đến phòng họp trong đêm. Thầy Amin nói rằng muốn cho họ cơ hội để về nhà vào cuối tuần này, nhưng chỉ có một người nhận được cơ hội đó mà thôi. Điều đó phụ thuộc vào quyết định của học sinh từ kết quả bầu phiếu. Ai nhận được phiếu bầu cao nhất sẽ có cơ hội được về nhà vào cuối tuần này. Đến giờ học của cô Praepon, cô yêu cầu mọi người viết thư tay gửi cho gia đình. Nếu ai không có nhu cầu liên lạc với gia đình có thể không cần viết. Thông qua việc viết thư tay, cô Praepon muốn học sinh khóa 6 học cách trân trọng ký tự và học cách kiên nhẫn chờ đợi. Một số đặt bút viết thư, một số vo giấy và đùa nghịch. Fuji định viết thư gửi bố và cô nhớ lại những ký ức về khoảng thời gian mâu thuẫn giữa hai bố con khiến cô buồn vã. Mọi người đều muốn về nhà vậy nên phải quyết định thật sáng suốt về tỷ lệ bỏ phiếu bầu. Hugo cho rằng nên đấu với nhau để lựa chọn người được về nhà, nhưng Fuji nói rằng điều đó là không công bằng về nam nữ và trình độ văn hóa. Jin nói rằng bất cứ ai bầu cho cậu ta sẽ được 1 triệu bạc, Nai cho rằng đó là gian lận và Pe Nhung cho rằng điều đó vi phạm. Việc nhận được 1 triệu bạc thì cũng không thể dùng trong homeschool và đó là một lời hứa vô nghĩa. Sáng hôm sau, Meg mang nước đến cho các cô gái, khiến mọi người thấy lạ và biết rằng việc này là có lý do. Meg ra lời đề nghị nếu mọi người bầu cho cậu thì cậu sẽ làm nô lệ cho mọi người cả kỳ học và sẽ mang nước đến cho mọi người. Nhưng ai cũng cười vì lời đề nghị vớ vẩn đó. Lúc đó, Mok tiến đến nói đều Meg vì cậu không có 1 triệu mà phải chấp nhận làm nô lệ cho mọi người để mua chục phiếu bầu, thật không xứng làm anh em sinh đôi với cậu. Maki đứng dậy và kêu cả hai dừng lại và hỏi về chuyện Jin trả 1 triệu cho ai bầu cậu ta. Maki cho rằng đó là chuyện sai trái vì ai cũng có cơ hội trở về nhà như nhau. Jin gặp Wai định nói chuyện về phiếu bầu nhưng cô ấy đã biết và sỉ nhục sự bẩn thỉu và xấu xa của hành vi đó. Jin định tiến lên đánh Wai thì Nai xuất hiện và đuổi Jin đi. Khi học sinh đang quét sân thì Fan nghĩ lại lời Wai nói rằng cô sẽ bầu cho Pe Nhung vì thấy cậu ấy rất tội nghiệp. Fan bắt đầu giở trò giả vờ rằng bị ốm và mệt mỏi, mọi người đều quan tâm và bảo cô nên xuống bệnh xá để lấy thuốc và nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống nghỉ, Fan còn giả vờ xin lỗi vì không giúp mọi người vì bản thân sức khỏe yếu đuối và luôn cần có người chăm sóc. Nhưng ở đây cô học cách mạnh mẽ hơn để bố mẹ an tâm về việc cô đã tự biết chăm sóc bản thân. Sau những câu bốc phét cùng cảm xúc động lòng người đó thì Fan quay đi và trở mặt là chính con người với bản chất xấu xa đang lừa dối mọi người rồi giả vờ ngất đi. Mọi người đưa Fan đến bệnh xá, cô ta lại bắt đầu bài đau khổ gọi mẹ trong mơ và muốn được về nhà. Bi vì không muốn thấy bạn đau khổ nên đã kêu mọi người nên bầu cho Fan quay về nhà có thể giúp cậu ấy nghỉ ngơi và hồi phục. Mọi người rời đi để cho Fan nghỉ ngơi thì lúc này cô ta mới mở mắt và bật dậy với điệu cười xấu xa sau khi đạt được mục đích. Fan ngồi đọc lại bức thư mà mình đã viết cho mẹ, nhớ lại những khoảnh khắc khi còn sống với mẹ. Vì sự vô tâm của mẹ mà cái tính thích sự quan tâm chú ý của Fan đã bắt đầu từ đó. Fan đã tự cứa vào tay mình để nhận được sự quan tâm của mẹ. Và hiện tại cô cũng đang lừa dối bạn mình để được quay trở về nhà. Pe Nhung và Tibet đang nấu ăn trong phòng bếp thì Fan đến và nói rằng có chuyện muốn nhờ. Vì hôm nay Fan mệt và không nuốt nổi đồ ăn khác nên nhờ hai người nấu đồ ăn nhẹ cho cô ấy. Hai người đồng ý nấu cho Fan. Cô ta vẫn cố tỏ ra yếu đuối và muốn giúp hai người nấu ăn. Khi Tibet nói rằng cô có thể thái rau hộ thì có vẻ Fan lại bắt đầu giở trò để thu hút sự chú ý. Nhưng không may lần này hành vi tự lấy dao cứa vào tay của Fan đã bị Fuji nhìn thấy. Khi Tibet và Pe Nhung đang vội lấy khăn cầm máu cho Fan thì cô ta lại bắt đầu giở trò. Cô nói những câu cho rằng bản thân yếu đuối và bật khóc để lấy lòng thương của mọi người. Nói rằng mình nhớ mẹ đến như thế nào. Khi hai người quay lại nấu ăn thì cô ta trở lại với khuôn mặt lạnh lùng và mưu mô. Điều này đã khiến Fuji tức giận và kêu Fan dừng lại mấy trò giả vờ để các bạn bầu cho cô ta về nhà. Fuji tính xem lại vết thương ở tay Fan nhưng cô ta kêu lên. Bi chạy đến bênh vực nói rằng Fan đang mệt nên kêu Fuki không nên làm như vậy và dẫn Fan rời đi. Nhóm của Maki ngồi học, mọi người đều đang giúp Wai học và chọn đáp án bài tập môn khoa học. Bi chạy đến và hỏi mọi người có thấy Fan đâu không. Vì sau khi cãi nhau với Fuji, cô không thấy Fan đâu cả. Theo hướng mà Maki chỉ thì Bi tìm thấy Fan đang nằm bất tỉnh dưới đất với vết máu trên đầu, mọi người lại đưa cô ấy đến bệnh xá. Khi tỉnh lại, Fan thấy cô Praepon ngồi bên cạnh hỏi thăm và dặn dò. Sau khi biết các bạn đều đã về phòng ngủ, Fan định quay trở về phòng thì cô Praepon nói rằng nếu Fan còn bận tâm về điều gì có thể tâm sự với các thầy cô, bất cứ điều gì Fan muốn chút ra cho nhẹ người. Nhưng Fan vẫn giả vờ nói rằng cô rất mệt mỏi và muốn quay trở về nhà với mẹ, nếu ở đây cô sẽ chết mất. Nhưng cô Praepon nói rằng mẹ của Fan muốn cô ở đây và khuyên Fan rằng chấp nhận sự thật và sống chung với nó sẽ khiến em sống tốt hơn. Đến buổi công bố, cô Iani thông báo Fan là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất và có thể quay trở về nhà vào cuối tuần này. Fuji phản đối rằng Fan không xứng đáng vì cô ấy đã gian lận khi đã giả vờ ốm, giả vờ yếu ớt để nhận sự thương cảm từ mọi người. Nhưng mọi người lại nghĩ rằng Fuji đang ghen tị với Fan khiến cô cảm thấy tức giận vì mọi người đang bị dắt mũi. Tất cả đều không tin lời Fuji nói nên cãi nhau loạn lên đến khi thầy Amin đi vào và yêu cầu dừng lại. Thầy Amin đến và hỏi về điều mà Fuji đang khẳng định, cũng hỏi Fan rằng cô có thực sự ốm yếu như đã thể hiện. Cả hai đều khẳng định mình đúng. Thầy Amin cho chiếu đoạn băng ghi lại những cảnh mà Fan tự làm mình bị thương khiến mọi người tức giận và Fuji mới giải oan được. Fan lại cho rằng thầy cô đang nói dối và vu khống cho cô. Cô Praepon nói rằng đã kiểm tra sức khỏe cho Fan, mẹ của Fan cũng đã khẳng định cô không hề bị bệnh gì cả. Đến cuối cùng mà Fan vẫn tiếp tục khóc lóc và nói rằng mình bị bệnh nặng. Vì vấn đề này, thầy Amin quyết định hủy kết quả phiếu bầu và tuyên bố chưa ai trong số học sinh sẵn sàng để gặp lại bố mẹ. Điều đó khiến mọi người đều thấy tức giận vì mất đi cơ hội về nhà và tất cả là do Fan. Đến cô bạn thân Bi cũng không thể bên nổi cô ta. Fuji định đến đánh Fan vì ồn ào nhưng Wai cản lại và mọi người rời đi khiến cô ta điên lên.
Feng lại quay trở về phòng và trách rằng tại sao mọi người chỉ ghét mỗi cậu ta vì Jin Jae cũng nói dối. Nhưng Fuji nói rằng là do Feng không chịu chấp nhận sự thật khiến Feng tức tối rời đi. Maki cho rằng mọi người nên ngồi lại nói chuyện với Feng và cho cô ấy cơ hội xin lỗi mọi người. Một lúc sau, Maki và Wai không tìm thấy Feng nên đã lo lắng nhờ sự giúp đỡ của nhóm Pe Nhung. Tìm khắp trường mà vẫn chưa thấy, đến khi định báo với thầy cô thì Wai thấy Feng đang định nhảy lầu tự tử. Cả hai chạy đến kêu Feng đừng làm liều. Feng đứng trên lan can lầu 2 định đi gặp ông cố nội. Tibet chạy đến và an ủi Feng, nói rằng việc của cô chỉ là bình thường, nhưng Feng cho rằng người như cô không xứng đáng có bạn. Tibet nói rằng cậu ấy là bạn của Feng và họ sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Nhưng Feng vẫn nói rằng cho dù cô có làm gì thì cũng không ai quan tâm đến cô và ai cũng ghét cô. Tibet đến gần nắm lấy tay và ôm lấy Feng đã ngăn cản được sự việc lần này. Nhóm của Maki và Feng đứng đợi ở phòng họp trong khi Wai dẫn Bi đến để hai người có thể nói chuyện và làm hòa với nhau. Feng nói lời xin lỗi Bi về mọi chuyện đã làm và nói dối Bi, nhưng Bi vẫn không tha thứ cho Feng và rời đi. Maki an ủi Feng và nói rằng có thể sẽ mất một chút thời gian để Bi suy nghĩ lại và chấp nhận tha thứ cho cô. Mọi người đều an ủi Feng bằng những hành động ấm áp khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Tất cả những hành động đó của nhóm Maki đều được thầy Amin quan sát thông qua màn hình. Cô Iani tiến đến nói rằng thấy lo lắng về khóa học mà trường đang dạy cho lũ trẻ, nhưng thầy Amin lại cho rằng mọi thứ đều phải tuân theo quy luật của trường, quy luật mà họ đã tạo ra. Cô Iani lo rằng mọi việc sẽ không theo như kế hoạch vì khóa 6 không giống với các khóa trước. Thầy Amin nói rằng đúng là vì 13 học sinh khóa 6 không giống với các khóa trước, họ sẽ không dùng cách cũ với chúng, nhưng cô Iani lo sợ rằng khóa này sẽ thất bại như những gì xảy ra với Jun. Thầy Amin khẳng định lại rằng Jun không phải là sự thất bại, khiến cô Iani cúi đầu rời đi. Thông báo yêu cầu học sinh khóa 6 tập trung tại phòng họp. Cô Iani thông báo rằng mai sẽ có một bài thi nên tất cả đều phải chuẩn bị kỹ càng, nhưng tất cả đều phản đối và cho rằng họ không được học gì thì lấy cái gì để kiểm tra. Cô Iani yêu cầu im lặng và nói rằng bài thi này sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản của học sinh. Nó là một phần trong chương trình giảng dạy tại homeschool nên không được phàn nàn. Đó là mệnh lệnh rồi, cô Iani rời đi. Bên phòng nam vẫn đang phàn nàn về bài thi ngày mai. Mét cho rằng nếu không qua thì sẽ thi lại và họ chắc chắn sẽ không đuổi học chúng ta. Sáng hôm sau, tất cả học sinh ngồi tại phòng họp. Thầy Amin thông báo rằng đây là bài kiểm tra đặc biệt quan trọng nhất trong đời các em. Là bài thi mà học sinh phải vận dụng toàn bộ trí thông minh, tài năng, chiến thuật và sức mạnh của mình. Bài thi này chỉ có một học sinh được thưởng, phần thưởng chính là quyền sử dụng điện thoại. Hugo cho rằng nếu bài thi là về học thuật thì họ sẽ gặp bất lợi do chưa được học gì cả và đó là bất công. Thầy Amin cho rằng công bằng là điều luôn tồn tại ở homeschool. Các em học sinh có thể tự chọn môn thi mà mình giỏi và có thể dùng bất kỳ cách nào để vượt qua bài thi. Bài thi có 3 vòng, những người vượt qua vòng trước mới có đủ điều kiện để bước vào vòng thi tiếp theo. Nếu không vượt qua thì cũng bình thường, vì kể từ khi thành lập homeschool chỉ có một học sinh tiến được đến vòng cuối cùng và được thưởng. Maki hỏi danh tính người đó và thầy Amin nói rằng đó chính là Jun khóa 4. Bài thi bao gồm 5 môn: toán học, lịch sử, thể dục, nông nghiệp và tiếng Anh. Wai, Pe Nhung, Hugo và Jin Jae chọn môn toán, Fujinai và Mok chọn lịch sử. Thầy Prasad nói rằng liệu các bạn đã suy nghĩ kỹ khi chọn môn này chưa? Như một lời cảnh báo trước khi thi, rồi thầy lại hỏi lý do tại sao mọi người chọn môn này thì ai cũng tự tin về khả năng của mình. Mek và Jin thi thể dục, cho dù thầy Champe đã cảnh báo bài thi tại homeschool sẽ không dễ dàng nhưng hai người vẫn rất tự tin với sức của mình. Bi chọn môn nông nghiệp và cô phải tìm ít nhất 12 loài hoa trong vòng 1 tiếng. Bài thi lịch sử có 100 câu hỏi và phải hoàn thành trong 30 phút. Bài thi thể chất học sinh sẽ phải chạy vượt qua thầy Champe. Bài thi tiếng Anh học sinh có 1 tiếng để tìm ra thông điệp mà tác giả muốn truyền tải trong đoạn văn. Bài thi toán có 1 tiếng để giải 20 câu. Các thầy cô luôn nhấn mạnh rằng học sinh có thể làm bất cứ điều gì để hoàn thành bài thi. Thời gian làm bài bắt đầu. Mọi môn thi đều được thầy Amin quan sát qua màn hình và gửi lời chúc đến các học sinh cũng như nhắc lại phần thưởng. Bi tiến vào khu rừng để tìm hoa. Hugo và Jin Jae chuyển chỗ đến ngồi gần Pe Nhung để chép bài và nghịch Wai. Dù ở mỗi bài thì các học sinh đều cảm thấy khó chịu về những hành vi gian lận về thời gian quá ít. Nhưng các thầy cô vẫn nhấn mạnh rằng học sinh có thể dùng bất kỳ cách nào để có thể hoàn thành bài thi. Thời gian làm bài thi đang dần đến hồi kết. Bi bị lạc trong rừng sau khi tìm được vài bông hoa, điều đó khiến cô hoảng loạn và chạy đi tìm người. Trong vô vọng thì gặp thầy phó bản và bị trượt bài thi. Wai và Pe Nhung cùng nhau làm bài để cho Hugo và Jin Jae chép nên tất cả đều vượt qua bài thi. Maki, Tibet và Feng hợp sức tìm ra đáp án của bài tiếng Anh và vượt qua bài thi. Mek và Mok không thể đuổi kịp thầy Champe nên đã bỏ cuộc và trượt bài thi. Nai may mắn là người trả lời đúng nhiều nhất môn lịch sử và vượt qua vòng thi này. Những người bị trượt sẽ bị đánh dấu X trên trán và tập hợp tại phòng họp. Vòng thi tiếp theo mọi người sẽ phải đấu với nhau và tiến tới phòng của cô Praepon để chuẩn bị cho bài thi tiếp theo. Trước khi bắt đầu vòng 2, cô Praepon nhắc nhở rằng các bạn hãy suy nghĩ, phân tích và phân biệt nhiệm vụ trong vòng này một cách kỹ lưỡng. Sau đó mọi người đi thay đồ thể dục và ngồi thành vòng tròn ngoài sân vườn. Bài thi vòng này giống như trò chơi chiếc ghế âm nhạc, mọi người sẽ được nhìn những bộ mặt thật. Quy tắc bài thi, học sinh phải tìm được một chỗ ngồi cho đến khi nhạc dừng. Khi nhạc dừng, những ai không ngồi sẽ tự động bị loại khỏi vòng thi. Vòng thi có 3 vòng, mỗi vòng số ghế sẽ giảm đi. Quy tắc khác trong vòng này chính là một khi nhạc vẫn được bật thì học sinh có thể làm mọi thứ để được ngồi và làm mọi cách để bảo vệ ghế của mình. Những người trượt bài thi vòng 1 được xem vòng thi tiếp theo ở phòng họp thông qua màn hình. Mick nói rằng chơi đoán người bị loại, ai đoán đúng sẽ được gõ đầu người đoán sai. Bài thi bắt đầu. Nhạc nổi lên,
Với 7 chiếc ghế, mọi người đã ngồi lên 6 ghế, chỉ còn một và Hugo với Jin Jae là người còn lại. Hugo không chịu nhường và nhanh chóng ngồi lên ghế thứ 7, chỉ còn lại Jin Jae là không có ghế. Hugo lại bày trò và nói nhạc vẫn còn nên Jin Jae đi cướp ghế của Feng. Jin Jae đến và đuổi Feng ra để cô ngồi lên ghế. Wai đi đến và đá vào Jin Jae khiến cô cũng đứng dậy, và hai người cãi nhau ngày càng lớn khiến mọi người đều khó chịu. Cuộc tranh cãi giữa các cô gái khiến mọi người thấy phiền phức và tức giận. Nai đứng lên nói rằng nếu thấy những chiếc ghế này phiền quá thì đập bỏ đi, và cậu đập thật. Cậu tiến đến ghế của Hugo định lấy để đập nốt, những Hugo cản lại và lại xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau loạn xì ngậu. Benyoung bị kích động vì mâu thuẫn, cô Praepon lại chỉ đứng một bên và cười. Đội thua cuộc cũng đang cổ vũ trong phòng họp, đến khi cô Yani bước vào và chấn chỉnh lại. Cô nói rằng họ chính là những người thua cuộc và đã tự nghĩ tại sao mình lại bị trượt chưa. Điều đó khiến mọi người im lặng rồi lần lượt trả lời lý do bị trượt. Nhưng cô Yani lại nói rằng các bạn có chắc chắn rằng đó là lý do bị trượt hay không, và ngồi tự suy nghĩ tại sao bị trượt trong lúc đợi các bạn chơi vòng 2. Bên ngoài mọi người vẫn đang tranh cãi về những chiếc ghế ầm ĩ. Maki kêu mọi người dừng lại và nói rằng cô có cách giải quyết công bằng cho tất cả mọi người. Bằng cách bắt đầu lại vòng thi một cách công bằng, nếu mọi người cứ đánh nhau thì tất cả sẽ bị trượt và không ai được liên lạc với gia đình cả. Nhưng Jin Jae lại không đồng ý chơi lại. Lúc này cô Praepon nói rằng miễn là còn nhạc các bạn có thể bắt đầu lại hoặc tiếp tục ngồi. Wai nói với Jin Jae rằng nếu cô không chơi lại thì Wai sẽ đập hết ghế và không ai thắng cả. Mọi người đều đồng ý chơi lại, thầy Amin lại thấy thất vọng về những học sinh của khóa 6. Cuộc thi bắt đầu lại với 7 chiếc ghế khi hiệu lệnh bắt đầu. Maki giữ Jin Jae để Wai và Feng ngồi ghế trước, trong khi nhóm nam giữ Hugo cho Benyoung ngồi ghế. Cuối cùng lại chỉ còn một ghế sót lại, Hugo và Jin Jae là hai người chưa có ghế. Lần này Jin Jae chiếm được ghế, Hugo lại định nhảy sang chiếm ghế của người khác nhưng rồi lại đẩy Jin Jae ra và chiếm chiếc ghế đó. Trong lúc đang tranh giành ghế thì chuông kêu và cô Praepon thông báo Hugo và Jin Jae bị loại. Hugo và Jin Jae quay trở về phòng cho người bị loại với tinh thần ấm ức. Đến lượt tiếp theo, cô Praepon phổ biến lại quy tắc và dặn dò một lần nữa rồi bắt đầu lượt chơi mới. Lần này chỉ còn 5 chiếc ghế, khi mọi người chạy lại ghế thì chỉ có Feng đứng im, và cô nói rằng sau khi lừa dối mọi người thì đáng lẽ cô không nên tiến vào vòng thi này ngay từ đầu. Feng nói lời xin lỗi và rời đi đến chỗ cô Praepon. Feng nói lời rút lui cho dù cô giáo có nhắc lại rằng nếu làm như vậy Feng sẽ bị đánh trượt và mất cơ hội liên lạc với người thân. Nhưng Feng vẫn chắc chắn với quyết định của mình và rời đi. Sau khi Feng rời đi, cô Praepon bảo mọi người cất bớt ghế và để lại một chiếc duy nhất, vì đây là lượt cuối cùng nhưng có thể có nhiều người cùng vượt qua vòng thi. Chuẩn bị vào lượt cuối, cô Praepon vẫn tiếp tục nhắc nhở và dặn học sinh phải phân tích thật kỹ nhiệm vụ trong mỗi vòng thi rồi thông báo bắt đầu. Còn lại 5 người và một chiếc ghế, khi mọi người định tiến đến ghế thì Maki kêu dừng lại và muốn mọi người nghĩ thật kỹ về nhiệm vụ lần này. Mỗi khi bắt đầu vòng chơi, cô giáo đều nhắc nhở rất kỹ học sinh về nhiệm vụ ở mỗi vòng. Maki phân tích lại lời cô giáo nói, cùng với lời Tibet nhắc lại rằng những ai không có chỗ ngồi khi nhạc dừng thì sẽ bị loại, đã khiến Maki hiểu ra rằng đó là việc tìm chỗ để ngồi chứ không nhất thiết phải ngồi trên ghế. Vậy nên chỉ cần ngồi xuống thì tất cả mọi người đều vượt qua được vòng thi. Mọi người đều nghe theo lời Maki và ngồi xuống đất đợi đến khi nhạc dừng. Cô Praepon vỗ tay và chúc mừng mọi người vì đã vượt qua bài thi. Vòng thi cuối cùng sẽ diễn ra tại văn phòng thầy Amin, thầy sẽ đích thân giám sát vòng thi cuối cùng. Mọi người tiến đến văn phòng thầy Amin để tham gia vòng thi cuối cùng. Tại vòng thi này các bạn chỉ cần trả lời câu hỏi thử thách mà thầy Amin đưa cho các bạn. Chỉ có một câu hỏi, các bạn sẽ có một tiếng để tìm ra câu trả lời và chỉ có đúng một cơ hội trả lời duy nhất. Nếu trả lời sai các bạn sẽ bị đánh trượt ngay lập tức. Vòng thi cuối bắt đầu, mỗi người nhận một tờ giấy trắng nhưng thầy Amin nói rằng đó chính là điều mà các bạn cần giải đáp. Câu hỏi nằm trên tờ giấy mà các bạn cầm, chỉ khi tìm thấy câu hỏi thì sẽ tìm ra được câu trả lời đúng. Thầy Amin nhắc lại rằng chỉ có một người trả lời đúng và nhận phần thưởng. Mọi người cầm giấy và rời đi tìm câu trả lời. Nai cho rằng đây là vòng cuối vậy nên mọi người nên tự lực cánh sinh vì chỉ có một người chiến thắng cuối cùng. Nhưng Wai và Maki lại cho rằng nên hợp sức thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Nhưng rồi cuối cùng Marco đồng ý vòng này mọi người sẽ tự tìm lời giải và ai tìm ra sẽ xứng đáng được liên lạc với gia đình. Sau khi thống nhất, mọi người tách ra các hướng khác nhau. Cho dù tô chì, chiếu sáng, ngâm nước, chèn đá làm lạnh, hơ qua lửa cũng không tìm thấy câu hỏi trên tờ giấy. Bỗng có thông báo những học sinh đang làm bài thi cuối cùng tập trung tại phòng thi. Thầy Amin hỏi đã ai có đáp án chưa thì Benyoung giơ tay. Cậu nói rằng câu trả lời là trống không vì ngay từ đầu đã không có câu hỏi rồi. Nhưng thầy Amin nói rằng câu trả lời đó là sai. Benyoung bị đánh trượt và yêu cầu rời khỏi phòng thi. Vì chưa có câu trả lời nên thầy Amin cho các bạn thêm một tiếng nữa để tìm câu trả lời. Và thầy nhắc lại một lần nữa rằng khi tìm thấy câu hỏi sẽ tìm thấy đáp án. Cả bọn dẫn nhau ra ngồi cạnh bờ sông và nói về việc sẽ làm khi nhận phần thưởng. Wai nói rằng cô sẽ gọi báo cảnh sát hoặc phóng viên đến vạch trần sự thật tại homeschool. Nai thì lại muốn hỏi bố lý do tại sao lại đưa cậu đến ngôi trường này. Tibet nói rằng cậu nhớ người mẹ ốm yếu của mình và muốn biết bà hiện tại sống ra sao. Maki nói rằng thực sự cô cũng không mong về phần thưởng đó vì nếu có thì cô cũng chẳng còn ai để gọi cả. Cô nghiêm túc với bài thi chỉ vì muốn biết kế hoạch thật sự của thầy Amin. Maki nói rằng chỉ có một cách thắng là mọi người cùng nhau tìm ra câu trả lời mới có cơ hội nhận thưởng. Mọi người đều đồng ý cùng nhau tìm câu trả lời. Sau khi cả đám ngồi phân tích về nhiệm vụ của vòng thi cuối cùng, Tibet cho rằng chỉ cần đưa tờ giấy trắng đó cho thầy Amin để thầy viết câu hỏi thì sẽ tìm được đáp án. Nai nói rằng nếu sai sẽ bị đánh trượt, Maki cho rằng câu trả lời đúng sai không quan trọng, quan trọng là mọi người đã giúp đỡ nhau. Cô Yani đến hỏi nhóm những người bị đánh trượt về lý do bị trượt.
Cô Iani nói rằng vì các bạn chỉ quan tâm đến những thứ mình muốn và nhắc lại rằng với tư cách là học sinh homeschool thì tất cả đều là bạn của nhau. Nhóm thi vòng cuối quay trở về văn phòng của thầy Amin và đặt tờ giấy lên bàn của thầy và nói rằng đó là câu trả lời của mình. Maki nói rằng dựa vào những vòng trước, các thầy cô luôn nhấn mạnh những lời dặn dò. Tất cả mọi người đều nói về những thứ mình đã phán đoán. Thầy Amin nói rằng các bạn đã hiểu chính xác lý do đằng sau của bài thi nhưng điều đó là chưa đủ, các bạn vẫn phải trả lời câu hỏi. Thầy Amin đưa ra câu hỏi ai là người xứng đáng được nhận phần thưởng. Vì chỉ có một người chiến thắng cuối cùng nên cả bọn quyết định bình chọn. Maki và Wai cùng Nai đều chọn Tibet và nói rằng cậu xứng đáng nhận được phần thưởng. Thầy Amin đưa điện thoại cho Tibet và nói cậu có 10 phút để dùng. Nhưng Tibet lại lưỡng lự và nói rằng nếu không phải cùng được nhận phần thưởng thì cậu cũng sẽ không nhận và trả lại chiếc điện thoại khiến mọi người đều ngạc nhiên. Thầy Amin hỏi lại nhưng Tibet vẫn chắc chắn với lựa chọn của mình. Thầy Amin nói rằng vậy bài thi này không có ai được nhận thưởng, lần đầu tiên trong lịch sử của homeschool có nhiều học sinh cùng vượt qua bài thi như vậy. Và mong các bạn hiểu được điều mà homeschool muốn dạy cho mọi người. Cô Brightborn đến gặp thầy Amin về việc dùng phương pháp điều trị gì đó với Jun, nhưng thầy Amin nói rằng mình đã quyết định và chỉ có một cách để Jun quay lại. Cô Brightborn lo sợ rằng việc đó có thể sẽ giết chết Jun nhưng thầy Amin vẫn cho rằng mình biết đang làm gì và sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó. Cả bốn người vượt qua vòng thi đang bàn tán về bài thi ngày hôm nay. Maki cho rằng mọi người đều nhận được phần thưởng và đó chính là tình bạn. Khi Maki nhìn ra cửa sổ thì thấy cô Brightborn đang hối hả chạy đi đâu đó một cách bí ẩn khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Cô Brightborn đến gặp thầy Prasad và cả hai đi vào rừng, Maki cũng đi theo sau nhưng bị Tibet ngăn lại. Maki nói rằng cô đang đi tìm anh trai của mình, đó cũng chính là lý do cô đến học ở đây, anh trai cô chính là Jun và từng là học sinh tại đây. Thầy Amin đến gặp Jun và nói chuyện với cậu về bài thi đầu tiên của khóa 6, có một người khiến ông nghĩ đến cậu, cũng là người vượt qua bài kiểm tra và ông muốn hai người gặp nhau và tên em ấy là Maki. Khi nghe đến cái tên này đã khiến Jun tức giận. Jun bị đưa đến một phòng thí nghiệm bí mật, các thầy cô đều cho rằng Jun cần điều trị. Bên ngoài Maki nói với Tibet rằng anh trai của cô bị mất tích cách đây 6 năm và cô nghi ngờ rằng các thầy cô ở đây có che giấu chuyện gì đó. Cô chắc chắn rằng Jun đã bị bắt và nhốt ở đâu đó trong ngôi trường này. Tibet cho rằng việc này quá nguy hiểm, Maki đang định đi tiếp thì thấy có người nên họ đã trốn đi và quyết định quay trở về vì không có dấu vết của thầy cô. Tibet hứa rằng cậu sẽ cùng Maki tìm anh trai của cô và cùng nhau trở về trường. Tiết học của cô Zilak diễn ra ngoài trời, cô giáo yêu cầu các bạn viết báo cáo về lịch sử hóa học và phân tích tầm quan trọng của nó đối với thế giới và sẽ trao đổi ở tiết tiếp theo. Mọi người có thể bắt cặp với người ngồi cạnh mình nhưng vì có 13 học sinh nên sẽ có một nhóm 3 người. Phai ngỏ ý muốn cùng nhóm với Bi nhưng cô ấy vẫn giận và vào nhóm với Mek và Mok. Ben Nhung đến và muốn bắt cặp với Feng. Tibet và Maki to nhỏ với nhau về chuyện của anh trai Maki khiến Wai nghĩ rằng hai người này có chuyện gì đó mờ ám và nói với Nai về chuyện đó. Nhưng bị Nai nói kháy và trêu chọc làm trò cười cho cả lũ. Hugo đưa Jinjai về phòng và màn chim chuột bị cô Iani phát hiện và ngăn cản rồi đuổi Hugo về phòng. Sau khi quan sát và theo dõi học sinh, các thầy cô quyết định đưa ra thêm quy tắc số 7. Tất cả học sinh bị cấm có tình cảm trong homeschool nhưng Hugo và Jinjai lại cho rằng điều đó là vô lý. Cô Iani nói rằng homeschool dạy các bạn quan tâm và có trách nhiệm với bạn bè. Đó là tình bạn sẽ không bao giờ bị hủy hoại chứ không phải thứ tình yêu bồng bột đang phát triển ở một vài bạn học sinh. Về phòng ngủ, Jinjai, Bi và Fuji nói chuyện về việc nhà trường ra quy định số 7, đó thật sự lố bịch khi bắt người khác không được thích và yêu một ai đó. Jinjai nói rằng cô muốn thử yêu tất cả các bạn nam trong trường và không biết nên bắt đầu với ai. Bi tưởng rằng Jinjai đang hẹn hò với Hugo nhưng cô ấy lại nói rằng cả hai chỉ đang tìm hiểu và không hề có ý định nghiêm túc với nhau. Fuji nghe vậy cảm thấy Jinjai thật khốn nạn như người bố của cô khiến Fuji tức giận và bỏ đi. Hôm sau khi Fuji và Jinjai làm bài tập nhóm, Fuji nhờ Jinjai lấy sách hộ mình nhưng cô ấy mải ngắm Nai nên không chịu làm theo lời của Fuji, cả hai cãi nhau và đánh nhau. Dù cho Wai và Nai ngăn cản nhưng cuộc chiến của các cô gái vẫn không ngừng, cho đến khi cô Zilak đến và yêu cầu dừng lại nếu không sẽ bị phạt. Jinjai bỏ đi và ngồi bên ngoài nghĩ về những điều trong quá khứ về gia đình, khi cô và bố đến gặp mẹ ở khách sạn đang đi với nhân tình. Hugo tiến đến ngồi cạnh Jinjai và nói chuyện và an ủi cô cho dù bị Jinjai đuổi đi. Jinjai nói rằng không ai thích cô cả, đến cả bố mẹ cô cũng không quan tâm đến cô. Hugo nói rằng cậu ấy quan tâm đến Jinjai và nghiêm túc với việc đó. Bi đến nhờ Nai và Wai giúp làm báo cáo. Bi hỏi Wai về việc liệu Wai có tình cảm với Nai không, vì Bi thích Nai nhưng Wai nói rằng có quy định không được có tình cảm với nhau nhưng Bi vẫn cố chấp với tình cảm đó. Bi nói chuyện với Nai theo kiểu hỏi dò về vấn đề tình cảm của Nai. Bi đang vui vì biết cậu ấy vẫn độc thân, nhưng khi hỏi đến gu của Nai thì cậu lại nói là Wai. Điều đó khiến Wai không thoải mái và hỏi lại Nai, nhưng cậu nói rằng không có tình cảm với cô, chỉ là thích con gái giống như Wai mà thôi. Hugo và Jinjai đi đến ngồi cạnh bờ sông. Cả hai trải qua tình một đêm tại đây, sau khi xong Jinjai kể về chuyện quá khứ của cô, gia đình của cô không hạnh phúc và những thiệt thòi mà cô phải chịu đựng. Hugo cũng kể câu chuyện của mình với Jinjai, cả hai đều là những đứa trẻ thiếu sự quan tâm từ gia đình, do vậy mới hình thành nên những tính cách có phần xấu tính đó. Jinjai cho rằng họ là những người tội nghiệp khi chẳng ai yêu thương, thế giới thật bất công và thiên vị. Nhưng Hugo nói rằng thế giới bất công đã cho cậu gặp Jinjai. Mọi hành vi của học sinh đều bị các thầy cô quan sát. Cô Brightborn đang mở cửa đi đâu đó thì bị cô Iani phát hiện. Cô Brightborn nói rằng cô có điều bận tâm sợ sẽ có nguy hiểm nên cô đi xem.
cô Iani nói rằng sẽ đi cùng cô Praepon vì một mình vào rừng ban đêm là chuyện nguy hiểm. Sau khi cô Praepon và Iani rời đi thì Maki và Tibet cũng nhảy ra định đi theo thì bị Penyung và Feng gọi lại. Maki nói dối rằng cô và Tibet đi tìm báo cáo làm rơi rồi chạy đi. Penyung lo rằng cả hai người họ sẽ bị phạt nên quyết định cùng Feng đuổi theo Maki và Tibet. Chạy đi một lúc thì Maki bị mất dấu cô giáo. Mọi người đều khuyên cô quay trở về vì trong rừng nguy hiểm, nếu cô quyết định đi thì mọi người sẽ đi cùng cô. Maki quyết định quay về với tâm trạng thất vọng. Cả phòng đang ngủ, cô Iani đi vào và bắt Jin Jae dậy và đi theo cô và yêu cầu mọi người không được rời khỏi phòng. Jin Jae và Hugo bị bắt ra ngoài vì đã vi phạm quy định thứ 7 của homeschool. Jin Jae và Hugo nói rằng tình cảm của họ không sai trái, chỉ có quy định của nhà trường mới là sai trai. Cô Iani nói rằng họ không được yêu đương khi học cấp 3, nhiệm vụ của học sinh là học hành. Vì Jin Jae và Hugo vẫn nhất quyết cãi nên cô Iani cho thầy phó bản nhốt cả hai vào phòng cho đến khi suy ngẫm lại về sai lầm của mình. Khi đưa Jin Jae và Hugo về phòng giam, thầy phó bản bị Hugo đẩy vào phòng và lấy chìa khóa nhốt thầy ấy lại rồi cả hai bỏ chạy. Hugo nói rằng mình yêu Jin Jae và lên xe bỏ trốn, đã đi được một đoạn khá xa nhưng có vẻ vẫn chưa tìm được đường ra. Gần như cả hai đang bị lạc trong mê cung vậy, xe chạy đến khi hết xăng cả hai bị bỏ rơi ngoài rừng, cả hai quyết định bỏ lại xe và đi bộ trong đêm. Đi được một lúc thì cả hai nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát chạy đến gần, cả hai chạy đến nhờ sự giúp đỡ từ anh cảnh sát. Cả hai nhảy lên xe và được đưa đi, nhưng đi khá xa chưa thấy điểm đến nên Hugo và Jin Jae đều cảm thấy có điều gì đó khả nghi. Jin Jae giả vờ đau bụng để bảo anh cảnh sát dừng xe nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại. Cả hai đã bị nhốt trong chiếc xe và được đưa về trường. Cả hai lại bị lôi đi. Sáng hôm sau, Maki tìm đến cô Praepon và hỏi về Jun của khóa 4. Điều đó khiến cô giáo ngạc nhiên và hỏi lý do. Nhưng cô giáo nói rằng cô không biết Jun ở đâu. Maki cho rằng cô đang nói dối. Thầy Amin mang đồ ăn đến cho Jun. Cậu kêu thầy Amin thả mình ra nhưng thầy giáo nói rằng chỉ thả cậu ra khi cậu trở về là Jun của ngày xưa, nhưng dù có chết Jun cũng không chịu điều đó. Hugo và Jin Jae bị nhốt trong phòng giam, thầy Amin hỏi rằng cả hai đã sẵn sàng thay đổi chưa. Vì bị nhốt đến thân tàn ma dại nên Jin Jae và Hugo nhanh chóng nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi, xin thầy Amin thả ra ngoài. Thầy Amin cho rằng hai học sinh này vẫn chưa thực sự thay đổi, nếu thay đổi thì đã không cầu xin và tin tưởng về thầy Amin và tin vào homeschool. Hugo và Jin Jae sẽ phải tham gia khóa học đặc biệt cho đến khi các bạn có thể thay đổi con người mình. Tất cả học sinh đều tập trung tại phòng họp và thầy Amin thông báo rằng sau khi Hugo và Jin Jae bỏ trốn thì họ đã bị phạt nhưng chưa thực sự nhận ra lỗi lầm của mình nên đã tiếp tục bị phạt. Maki nói rằng các bạn đã bị phạt đủ rồi nhưng thầy Amin cho rằng họ sẽ bị phạt cho đến khi thay đổi. Maki hỏi rằng phải thay đổi điều gì và hành vi mà thầy cô đang làm là không đúng đắn. Bi cho rằng là do hai người họ đã vi phạm quy định và đó cũng không phải lần đầu mà họ vi phạm, và suy cho cùng thì các bạn ấy bị phạt là đúng. Fuji cũng đồng ý với Bi. Nai lại cho rằng hai người đã bị nhốt quá lâu và thế là đủ rồi. Thầy Amin cho gọi cô Praepon và nói rằng đã đến lúc bắt đầu trò chơi thần lằn. Thầy Amin nói rằng thầy muốn điều chỉnh một số thứ và nâng độ khó lên so với những lần trước. Cô Praepon cho rằng bây giờ là quá sớm để thực hiện và học sinh cũng chưa sẵn sàng. Thầy Amin cho rằng họ không nên đánh giá thấp học sinh khóa 6 vì chúng có tiềm năng hơn chúng ta nghĩ, chúng luôn vượt xa những kỳ vọng của chúng ta và chúng chính là người thay đổi xã hội. Cô Praepon đồng ý và cho bắt đầu trò chơi. Tất cả học sinh tập trung ngoài sân và thấy có một chiếc điện thoại rơi ở bàn và nó không có phím. Khi tất cả học sinh đang hoang mang thì cô Praepon thông báo về trò chơi thần lằn. Luật chơi là mỗi người sẽ nhận được một cuộc gọi để biết mình là đại diện cho loài vật nào, một trong số học sinh sẽ là thần lằn. Thần lằn có quyền ra lệnh cho người khác làm bất cứ việc gì nhưng không được lộ danh tính và nhiệm vụ của các loài vật khác. Khi tìm ra được ai là thần lằn thì trò chơi sẽ kết thúc. Nếu các bạn không chơi thì sẽ không nhận được tin tức về các lá thư đã gửi về nhà. Nếu có một người không chơi thì tất cả sẽ mất cơ hội được biết về lá thư. Tất cả mọi người đều đồng ý chơi và trò chơi sẽ bắt đầu khi có chuông reo. Tiếng chuông reo lên và lần lượt học sinh lên nghe máy. Sau khi tất cả đã nghe xong, cô Praepon thông báo các bạn có 3 ngày để tìm ra ai là thần lằn. Nếu không tìm ra ai là thần lằn thì sẽ bị thua và người thua sẽ bị phạt. Bi nói rằng ai là thần lằn thì nhận luôn để có cơ hội biết tin tức về gia đình. Cô Praepon lại nói rằng thần lằn không được tiết lộ danh tính và nếu bị phát hiện trước khi 3 ngày kết thúc thì sẽ bị phạt. Khi mọi người đang ngồi ngoài sân cỏ thì thầy Prasad đến và đưa bài tập cho mọi người. Ông nói rằng phải làm đầy đủ rồi trả bài vào tiết học tiếp theo nếu không sẽ nhận hậu quả. Riêng Mac nhận gấp đôi số lượng bài tập vì theo yêu cầu của thần lằn. Cậu tức giận và hỏi rằng ai là thần lằn. Đến giờ ăn, mọi người đều nhận đồ ăn ngon nhưng Fuji lại nhấn món đặc biệt chính là tờ giấy ghi bỏ bữa ăn này. Fuji cũng tức giận và yêu cầu thầy phó bản mang đồ ăn cho mình, nhưng thầy nói rằng đó là yêu cầu của thần lằn không được làm khác. Maki nói rằng Fuji có thể ăn cùng cô nhưng thầy phó bản nói không được và các bạn phải nghe lệnh của thần lằn. Mac cho rằng Mok là thần lằn vì khi nãy anh bị phạt thì Mok cười nhạo anh, cả hai đổ cho nhau là thần lằn. Cãi qua cãi lại thì cô Praepon lên tiếng. Cô hỏi rằng đó có phải là câu trả lời của hai người hay không. Sau khi chắc chắn với quyết định của mình, cả hai bị loại vì đáp án sai và bị nhốt cho đến khi trò chơi kết thúc. Sau khi dùng bữa, nhóm của Maki ngồi một chỗ, cô Zilak đưa đến cho Maki White lá thư của thần lằn. Ghi nội dung cả hai làm nhân viên dọn dẹp, cả hai phải dọn dẹp mọi ngóc ngách của homeschool, nếu không xong thì không được đi ngủ. Tibet và Nai giúp đỡ hai cô gái. Cả bốn đứng dậy đi làm nhiệm vụ. Khi đang lau dọn, Maki nói rằng đã biết của White và hỏi Tibet và Nai về loài vật của họ. Tibet là sư tử, Nai là cá mập. Sau khi biết ấm kỵ đến bảng và viết những nhân vật đã tiết lộ loài vật của mình,
Chỉ còn Feng Bijing và Pe Nhung là chưa biết, một trong số họ sẽ là thằn lằn, nhưng là ai thì cần phải điều tra. Tất cả mọi người đều đang ngủ say, thì thầy Cham Pe đến gọi Pe Nhung dậy chạy, và lá thư ghi nhiệm vụ của Pe Nhung là chạy vòng quanh sân trong vòng 2 tiếng. Nai và Tibet cũng bị phạt vì đã chống lại lời của thằn lằn và giúp đỡ Maki với Wai dọn dẹp. Cả ba đứng dậy và ra ngoài chạy, còn có cả Feng là đứa con gái duy nhất bị bắt chạy. Chạy được một đoạn thì Feng vấp ngã, đau chân nên Tibet cõng cô và hoàn thành mệnh lệnh của thần lằn. Đến sáng khi Maki và Tibet đang ngồi đọc sách thì nhận được mệnh lệnh mới của thần lằn. Maki và Tibet sẽ phải sắp xếp sách theo thể loại và bảng chữ cái. Đến bữa ăn, Sóc và Hưu nhận tờ giấy bỏ bữa ăn của thần lằn. Fuji và Wai tức điên lên vì bị bỏ đói, nhưng Nai đã đưa đĩa thức ăn của mình cho Wai. Sau khi lao động theo như mệnh lệnh của thần lằn, mọi người quay trở về phòng họp. Fuji hỏi Bi và Jin liệu hai người có phải thần lằn hay không, vì từ đầu đến giờ chỉ có hai người là không bị phạt gì, nhưng cả hai đều chối. Fuji lại cho rằng Jin chính là thần lằn vì cô biết Jin là con người như thế nào, do trước đây cậu còn đốt nhà máy của bố mình khiến mọi người kinh ngạc. Jin nói rằng cậu làm vậy vì bố của cậu đã bắt ép công nhân làm việc quá sức, cậu cho rằng bố mình là một người tham lam và độc ác. Dù cãi nhau rất lớn nhưng bố Jin vẫn không chịu hiểu, vậy nên Jin nghĩ rằng chỉ có cách đốt nhà máy mới khiến bố cậu dừng lại những hành vi bóc lột đó. Nhưng Fuji vẫn cho rằng Jin là một con người xấu, và cả hai xảy ra tranh cãi thì cô Praepon đến và nhắc nhở rằng mọi người vẫn phải tìm ra ai là thần lằn. Tôi đến nhóm những cô gái đang bàn tán và Fuji vẫn tức giận về việc của Jin rồi lại hỏi sang Bi. Cô cũng rất khả nghi nhưng Bi nói rằng cô là ngựa, Fuji mới ngừng chỉ trích và nói rằng sẽ tìm ra thần lằn kẻ đã phạt cô. Đến bữa ăn ngày hôm sau, trên bàn chỉ có hai phần ăn và đó là phần của Bi và Jin, còn lại là đĩa trắng khiến Fuji lại tiếp tục nghi ngờ, nhưng cả Bi và Jin đều khó chịu và bỏ bữa ăn. Cả hai đi ra ngoài và ngồi nói chuyện với nhau, Bi nói rằng cô hiểu những gì mà Jin đã làm với bố. Vì bố của Bi cũng vậy, cũng là một kẻ giết người lừa đảo bóc lột dân làng và cướp đi mạng sống của họ, nhưng cô rất yêu bố của mình. Nhóm của Maki đến hỏi Jin và Bi về loài vật của họ, Jin là chuột, Bi là ngựa. Sau khi đã biết hết con vật của tất cả mọi người và không có ai là thần lằn cả, liệu có ai đã nói dối và chỉ có Bi và Jin là người không chứng minh được vì không bị phạt, hoặc ai đó đã giả danh tính bằng cách tự trừng phạt mình? Nai nói rằng thần lằn có thể đổi màu liên tục, Maki nói rằng mọi bằng chứng đều hướng về Bi và Jin nên có vẻ ai đó đã cố tình làm như vậy, và thực sự là ai đó đang thực sự nói dối. Maki cho rằng ngay từ đầu đã không có ai là thần lằn cả và thầy cô muốn học sinh nghi ngờ lẫn nhau. Người từ đầu đã biết mọi người là con vật gì và quan sát tất cả mọi người chính là cô Praepon. Thần lằn thật sự là cô Praepon, cả bọn tìm đến cô Praepon và nói rằng cô chính là thần lằn, nhưng cô Praepon vẫn cố gắng nhấn mạnh lại có thể có sự lừa dối giữa các học sinh. Nhưng tất cả đều tin tưởng bạn của mình và cô Praepon thông báo kết quả chính xác và chúc mừng mọi người đã vượt qua trò chơi. Mọi người tập trung tại phòng họp có cả Hugo, Jinjai, Mek và Mok, nhưng Hugo và Jinjai dường như bị bỏ bùa và chỉ nghe lời của cô giáo. Cô Praepon mang đến một chiếc hộp nhưng khi mở ra lại trống rỗng, cô Praepon nói rằng gia đình các bạn không trả lời thư nên không có, nhưng mọi người đều không tin điều đó. Cô Praepon nói rằng đừng tin những gì thần lằn làm, có thể thư của mọi người không được gửi đi hoặc cũng có thể thư từ gia đình đã bị giấu. Rồi cô Praepon rời đi khiến mọi người đều hoang mang. Thầy Cham Pe đến gặp thầy Amin và thầy Amin nói rằng học sinh khóa này đang phát triển vô cùng nhanh chóng và rất ấn tượng. Vậy nên yêu cầu thầy Cham Pe bắt đầu khóa học mới ngay lập tức, hy vọng trò chơi mới sẽ khiến bọn trẻ nhớ tới cuối đời. Đúng 12 giờ đêm, Hugo mở mắt và đứng dậy khiến mọi người trong phòng cảm thấy kỳ lạ. Khi đến gọi cậu ấy thì Hugo chỉ nói liên tục phòng điều trị. Thầy Amin đang chỉ trích thầy Prasad vì để cô Zilak đi lạc mất. Thầy Amin nói rằng cô Zilak bị bệnh nên nếu không uống đúng lượng thuốc sẽ có những triệu chứng khác. Rồi thầy Amin kêu thầy Prasad đi tìm cô Zilak và đưa cô quay về. Thầy Amin đến phòng điều trị mà Jun đang bị ngồi trên chiếc ghế điều trị. Jun nghĩ về khoảnh khắc anh ở cùng em gái Jin của mình rồi khóc lóc và xin lỗi. Thầy Prasad và cô Iani đều đang tìm cô Zilak, nhưng cô Zilak lại trốn cả hai người họ trong tâm thế sợ hãi. Nhóm của Maki đang nói chuyện về những hành vi cư xử kỳ lạ của Hugo và Jinjai sau khi được thả ra. Sáng nay Maki gặp Jinjai ở trước phòng tắm nhưng chỉ thấy cô ấy đứng chải tóc và lặp lại câu nói phải được thay đổi, điều khiến Maki nghĩ rằng chắc chắn thầy cô đã làm gì với họ. Nai cho rằng thầy cô đã dùng phép thuật với hai người đó. Mek và Mok lại cãi nhau khiến Pe Nhung bị kích động. Nhóm Maki chạy đến ngăn cản hai người đánh nhau. Đúng lúc này loa thông báo học sinh khóa 6, hãy thay đồ và tập trung ở sân trong. Thầy Cham Pe nói rằng đã chuẩn bị một hoạt động để kiểm tra mức độ sẵn sàng của mọi người với tư cách là học sinh homeschool. Thầy Cham Pe yêu cầu mỗi người lấy một que và chia thành hai đội theo màu của que, đội trắng và đội đen. Mọi người lấy găng tay theo màu đội và thi đấu với nhau để giành nguyên liệu. Đội thắng sẽ có được nguyên liệu để nấu bữa tiếp theo, còn đội thua sẽ không được ăn. Quy tắc mỗi đội sẽ có một người ngẫu nhiên lên thi đấu do thầy Cham Pe chọn. Mết đại diện đội trắng, Mót đại diện đội đen sẽ là cặp đấu đầu tiên. Thầy Cham Pe đưa dây thừng cho hai người và yêu cầu cả hai đấm nhau, đội nào bị gỡ dây trước là thua. Trận đấu bắt đầu, cả hai đã đánh nhau kịch liệt đến mức Mót bị chảy máu không thể đánh trả. Maki yêu cầu thầy cho dừng lại nhưng thầy Cham Pe nói rằng khi chưa gỡ được dây thì cuộc chiến vẫn tiếp tục. Mọi người xông vào ngăn cản, thầy Cham Pe định tiến đến và không cho Maki tháo dây thì Nai đứng ra đánh thầy Cham Pe. Thầy Cham Pe phạt Maki, Wai, Nai và Tibet vì tội chống đối, cả bọn sẽ bị giam trong phòng và điều này đúng ý muốn của thầy. Vì khi không còn hội này nữa thì những học sinh còn lại sẽ loạn lên và đấu tranh lẫn nhau. Nhưng nhóm Maki cho rằng các bạn của mình sẽ biết giúp đỡ nhau.
Cô Iani đến gặp Jun và nói cậu không nên cứng đầu nữa mà hãy tin tưởng homeschool lần nữa. Jun vẫn kiên quyết nói rằng không đời nào tin tưởng nơi này. Cô Iani nói rằng nếu Jun cứng đầu như vậy thì em gái cậu sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người quay trở về phòng và nói chuyện rằng tại sao anh em sinh đôi lại ghét nhau đến vậy. Gia đình anh em sinh đôi cũng rất kỳ lạ, bố yêu thương một đứa nhưng lại ghét bỏ đứa còn lại và mẹ cũng vậy nhưng ngược lại. Cả hai anh em ngồi lại nghĩ về khoảnh khắc khi ở cùng bố mẹ. Gia đình của họ không hạnh phúc vì bố mẹ cũng có những mâu thuẫn không thể dung hòa nên đã lấy con cái ra làm lý do. Cả Meg và Mark đều thắc mắc rằng tại sao bố mẹ lại đưa cả hai đến học tại homeschool. Họ cho rằng thế giới này đối xử với họ thật tàn nhẫn. Ben Nhung nói rằng dù cho thế giới này có tàn nhẫn với chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng không cần phải ghét nhau. Vì nếu ghét nhau chúng ta sẽ bị bỏ lại mà không còn ai hết, một cuộc sống cô đơn. Cô Iani đến phòng giam nhóm Maki và tuyên bố hình phạt, mọi người phải tới cây hối lỗi và rời đi. Cả bốn đứng dậy đi theo đến một nơi mà cô Iani nói rằng cây hối lỗi. Wai cho rằng cây hối lỗi không có gì khác so với những cây còn lại. Cô Iani lại nói rằng với con mắt kém tinh tường đó thì sẽ không thể nào nhìn ra được. Được gọi là cây hối lỗi vì mọi người phải ngồi dưới gốc cây và kiểm điểm lại lỗi lầm của mình cho đến khi thừa nhận rằng điều mình làm là sai. Cô Iani sẽ ngồi bên dưới và quan sát cho đến khi mọi người hối lỗi. Ở nhà, đội trắng chiến thắng nên có được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nhưng không được chia sẻ cho đội đen. Những đồ thừa sẽ bị vứt đi ngay nếu không dùng hết. Feng hỏi lý do thì thầy Champe nói rằng mọi người sẽ phải tiếp tục đấu với nhau để giành nguyên liệu cho bữa ăn tiếp đó. Đội đen cho rằng mình đang gặp bất lợi vì đói, thành viên bị thương, thiếu thành viên. Ben Nhung nói rằng cậu có giữ một ít đồ ăn và hỏi mọi người muốn ăn không. Ben Nhung lấy ra đồ ăn và chia cho mọi người, cả đội cùng nhau ăn bánh rất vui vẻ. Thầy Prasad và thầy phó bản vẫn đang tìm kiếm cô Jilak lần theo dấu vết chân, có vẻ cô ấy đang chạy loạn lên trong rừng. Nhưng vết chân lại không giống nhau khiến thầy Prasad nghĩ rằng cô Jilak đang chạy trốn cũng một người khác. Học sinh tập trung để tiếp tục đấu vòng tiếp theo, vòng này quy tắc vẫn vậy, ai bị gỡ dây trước thì thua. Lần này thầy Champe sẽ để cho mọi người bốc thăm, do Mok đang bị thương nên sẽ miễn thi đấu, còn lại mỗi đội sẽ có 4 thành viên, do đó có 4 cặp đấu. Đội giành được nhiều điểm hơn sẽ có nguyên liệu cho bữa ăn tiếp theo. Hugo lên bốc dính ngay mẻ Jin Jae, cô cho rằng thế là không công bằng vì nam với nữ khác nhau, nhưng thầy Champe nói rằng trong thế giới thực nam nữ đều bình đẳng với nhau. Hugo và Jin Jae đấu với nhau, sau khi thầy Champe bắt đầu, Hugo tự gỡ dây thừng và cho Jin Jae thắng vì không nỡ làm người đẹp bị thương. Đội đen chiến thắng nên được bốc thăm lượt tiếp theo. Jin và Fuji đấu cặp, chưa kịp hô bắt đầu Fuji đã đánh Jin lăn ra đất và gỡ được dây thừng. Hai đội hòa nhau. Cặp đấu tiếp theo là Feng và Bi, sau khi bắt đầu Bi ép Feng thả tay ra nhưng cả hai đứa đều không chịu nhường rồi lăn ra khóc. Feng hỏi Bi rằng muốn làm bạn lại với cô, Bi ôm chầm lấy Feng và xin lỗi rồi làm hòa nhưng hai mẹ vẫn khóc. Feng và Bi đều gỡ dây khỏi tay và hai đội vẫn hòa. Trận đấu cuối cùng giữa Meg và Pe Nhung sẽ quyết định kết quả chung cuộc. Sau khi hô bắt đầu, cả hai lại tháo dây thừng và kết quả hòa khiến thầy Champe bực tức và nói rằng tất cả sẽ đều phải nhịn đói. Nhớ lại nhóm của Maki đã bị phạt dưới cây hối lỗi cho đến tối muộn, bỗng nhiên nghe tiếng hét thất thanh của ai đó, cô Iani kêu mọi người ở im tại chỗ và chạy đi tìm. Nhưng mắc gì ở, cả bọn bốn đứa nhanh chóng tìm thấy cô Jilak đang trốn ở gốc cây. Cô ấy nói rằng Jun đang ở đây, ở trong homeschool này. Maki hỏi Jun ở đâu trong trường thì cô ấy nói không nhớ. Cô Jilak đang đi chân trần, có vẻ như đang trốn chạy khỏi ai đó. Cô Jilak cứ lẩm bẩm nói rằng không nhớ và kêu mấy đứa chạy đi. Chạy ngay đi, trong khi cả bọn không hiểu gì thì thầy Prasad và thầy phó bản đi đến và hỏi chuyện đang xảy ra, tại sao mọi người lại ở đây. Thầy Prasad hỏi cô Jilak ai làm cô bị thương nhưng cô ấy chỉ nói rằng mình không nhớ. Bỗng cô Iani cũng xuất hiện và nói rằng đi theo tiếng của cô Jilak nhưng đèn dầu bị tắt. Maki thắc mắc rằng ngoài thầy trò có mặt ở đây còn có ai khác ở ngoài này sao. Nhưng cô Iani nói rằng không có chuyện gì và kêu mọi người quay trở về homeschool giao cho thầy phó bản quản lý các bạn học sinh. Maki nói chuyện anh trai Jun của mình cho Wai và Nai biết. Mọi người thắc mắc rằng tại sao Jun lại bị nhốt tại đây và nó không khác gì nhà tù cả. Wai nói rằng trong lần đầu cô trốn khỏi đây, cô có nghe tiếng hét của ai đó trong rừng, có khi nào đó là giọng của Jun. Maki cũng nghĩ như vậy nhưng mấy lần đi theo giáo viên vào rừng đều không thành công nên hiện giờ cô cũng không biết anh trai mình đang ở đâu. Cô Jilak đi ngang qua, Maki hỏi cô về chuyện tối qua ở trong rừng khi cô bảo Jun ở homeschool, nhưng cô Jilak nói rằng Jun là ai và vết thương ở chân của cô đã được cô Praepon băng bó lại. Cô Jilak nói rằng cô không nhớ gì cả và có thể đó là tác dụng phụ của thuốc mà cô ấy đang uống. Wai hỏi cô sao phải uống thuốc thì thầy Prasad đến và nói rằng đó là chuyện riêng của cô giáo nên các bạn không nên xen vào. Cô Jilak nói rằng thuốc đó giúp cô dễ ngủ hơn và rời đi cùng thầy Prasad. Maki cho rằng cô Jilak giống với Hugo và Jin Jae, dường như ký ức của họ đã bị xóa đi. Wai cho rằng nơi đây ngày càng kỳ quái với những điều bí ẩn. Đột nhiên Pe Nhung chạy đến và dẫn cả bốn đến phòng mà các học sinh đang tập trung. Tại đây họ bàn kế hoạch bỏ trốn khỏi homeschool lần nữa. Maki nói rằng cô phải ở lại, mọi người đều muốn rời khỏi đây vì nhớ nhà nhớ người thân. Maki nói rằng cô đã có cách, mọi người sẽ thoát khỏi đây bằng cách mà họ đã đến, đó chính là xe bus. Mọi người phải trộm xe bus và bỏ trốn, nhưng trước hết, mọi người phải tắt đèn để đánh lạc hướng thầy cô và buộc họ đi vào rừng. Một người sẽ lẻn vào phòng thầy Amin và trộm chìa khóa, nhưng việc đó có thể sẽ rất khó khăn. Đột nhiên Jin Jae trở nên kỳ lạ, cô ấy đứng im bất động cho dù mọi người có gọi cô như nào. Jin Jae hét lên rồi ngất đi. Sau khi đưa đến bệnh xá, cô Praepon khám xong và nói rằng không có điều gì đáng lo và có thể do Jin Jae bị căng thẳng và mệt mỏi quá thôi nên cần được nghỉ ngơi là sẽ khỏe.
Nhưng Maki lại hỏi rằng liệu đó có phải lý do duy nhất gây ra tình trạng đó của Jinjai hay do cái gì khác. Cô Praepon nói rằng không có gì và mỉm cười kỳ lạ rồi rời đi. Hugo nói rằng họ đồng ý theo kế hoạch của Maki và nếu không thành công thì họ sẽ đốt trường và phá hủy nó. Tối đến Maki đi sập cầu dao, tất cả giáo viên đều tập trung ở văn phòng thầy Amin nhưng không thấy thầy đến, bỗng nhiên mất điện. Fan chạy vào và nói rằng có cháy ở sảnh khiến các thầy cô chạy đi. Bi và Penyung cũng chạy đến nói rằng có cháy trong bếp và có thấy ai đó đang đốt trường. Cô Iani phân chia các thầy cô đi kiểm tra đám cháy. Mick vừa vào đã chạy ra với chiếc chìa khóa. Mọi người thấy lạ rằng tại sao lại nhanh như vậy thì Mick nói rằng mở tủ ra là thấy chìa ở đó như được chuẩn bị sẵn cho mình lấy vậy. Vừa bắt đầu chạy thì gặp ngay thầy Amin. Thầy nói rằng tại sao mọi người lại muốn trốn khỏi đây với kế hoạch ấu trĩ đó. Thật không xứng đáng là học sinh của homeschool. Mọi người đều cho rằng họ chưa từng muốn là học sinh tại homeschool và nếu thầy không thả ra thì họ sẽ phá hoại ngôi trường này. Mọi người đều nói sẽ quay trở về nhà. Thầy Amin nói rằng liệu gia đình các bạn có muốn các bạn quay về hay không. Cả hai bên tranh luận về việc thế nào là gia đình. Rồi thầy Amin nói rằng nếu mọi người đã nhất quyết muốn thì thầy phó bản sẽ đưa mọi người đến nơi mà các bạn gọi là nhà. Maki thắc mắc rằng sao lần này thầy Amin lại dễ dàng cho mọi người rời đi. Thầy nói rằng do các em nhất quyết muốn như vậy và các bạn phải tự tìm ra lý do vì sao thầy giữ các bạn ở lại trong những lần trước. Thầy phó bản đi đến và kêu mọi người những ai muốn rời homeschool thì ăn bánh quy này và lên xe bus. Mọi người lần lượt ăn bánh và lên xe bus. Maki nói rằng cô sẽ ở lại và kêu Y9 Tibet mau lên xe. Vậy là mọi người ngoại trừ Maki đều rời đi. Thầy Amin nói rằng rất vui vì Maki ở lại rồi cũng rời đi. Thầy Amin mang đồ ăn đến cho Jun và thông báo với Jun rằng học sinh khóa 6 đều đã về nhà vào tối qua. Jun cho rằng việc thầy Amin làm là quá đáng với những học sinh đó vì thầy không cho họ biết lý do bị đưa đến học ở homeschool. Nhưng thầy Amin nói rằng đó là do họ quyết định, không có gì đau đớn hơn việc bị chính gia đình của mình làm tổn thương. Nhưng ngạc nhiên thay lại có một học sinh chọn tiếp tục ở lại homeschool, điều đó khiến thầy rất tò mò và muốn biết lý do rồi rời đi. Jun biết rằng đó chính là em gái Jin của mình, anh tức giận vì cô không chịu nghe lời mà vẫn đến ngôi trường này. Xe bus chờ học sinh đã dừng lại, thầy phó bản gọi mọi người dậy và nói rằng xe bus sẽ đợi ở đây và chúc mọi người may mắn. Maki một mình ăn tại phòng ăn, thầy Prasad đến và ngồi ăn cùng cô, rồi hỏi cảm giác khi ở đây một mình là như thế nào, có nhớ và lo cho các bạn không? Maki nói rằng còn có thầy cô mà, có nhớ và chả phải mọi người đều đang ở cùng gia đình sao. Thầy Prasad cười đùa về câu nói đó của cô và nói rằng đó là một phần của khóa học và gia đình của họ chính là mấu chốt vấn đề. Khi quay trở về, tất cả học sinh đều bị người thân, gia đình dùng bỏ và đuổi về homeschool. Fuji và bố cãi nhau, bố chửi rủa và đánh cô rồi đuổi đi. Wai bị bà dì độc ác chiếm đoạt hết tài sản rồi đuổi cô đi. Mick và Mok quay về thì bố mẹ đã ly dị, bố đang bên nhân tình còn mẹ đã bỏ ra nước ngoài, cả hai đều không muốn nuôi con. Mẹ Penyung khuyên cậu nên về homeschool vì bố cậu rất đáng sợ hơn cả ngôi trường đó. Mẹ của Feng vẫn nghĩ rằng cô nói dối để lấy sự chú ý quan tâm từ người khác, cùng với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của mẹ đã khiến Feng sụp đổ hoàn toàn. Bi thất vọng về người bố mà cô luôn yêu thương vẫn không chịu quay đầu và nhận lỗi của mình. Nai thất vọng khóc lóc khi biết lý do thực sự mà bố muốn cậu đến homeschool. Hugo không chịu về nhà nên đi cùng Jinjai nhưng gặp bố của cô ấy và xảy ra xô xát. Maki trong phòng trống rỗng và mong rằng mọi người vẫn ổn. Khi Tibet quay về thì mẹ anh đã mất, thắp nén hương cho mẹ. Jun nói với cô Praepon rằng cậu thấy thương cho học sinh khóa 6 khi biết được sự thật việc làm học sinh của homeschool không có gì đặc biệt, họ chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi. Cô Praepon nói rằng học sinh của homeschool rất đặc biệt và cô yêu tất cả các bạn. Jun nói rằng cô phải thả mình ra và ngăn cản ngôi trường này. Nhưng cô Praepon sợ thầy Amin. Jun cho rằng kế hoạch của thầy Amin là sai trái và những viên thuốc đó sẽ gây họa. Bằng mọi giá cô phải ngăn cản thầy Amin lại trước khi mọi thứ quá muộn. Nhưng cô Praepon nói rằng bây giờ đã quá muộn vì thầy Amin đã tìm thấy người phù hợp để phụ trách nhiệm vụ tiếp theo của homeschool rồi. Điều này khiến Jun lo sợ và hỏi rằng liệu đó có phải là Maki hay không, nhưng không phải, đó chính là Tibet. Thầy Amin đến nhà Tibet và nói rằng thầy đã hứa với mẹ của cậu sẽ chăm sóc cậu như thành viên trong gia đình. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng bố của Tibet, thầy Put, chính là bạn thân của thầy Amin. Điều này khiến Tibet ngạc nhiên vì bố mình từng là thầy giáo của homeschool. Jun biết rằng thầy Amin đã chọn được người phù hợp và đó chính là Tibet, con trai của thầy Put. Jun lo sợ rằng Tibet sẽ gặp nguy hiểm. Cô Praepon nói rằng các thầy cô sẽ sẵn sàng chết vì homeschool. Tibet hỏi thầy Amin rằng sao cậu lại không biết gì về chuyện của bố mẹ. Thầy Amin nói rằng đó là quy định của homeschool, không được tiết lộ nghề nghiệp cho bất kỳ ai kể cả gia đình. Mẹ của Tibet cũng chỉ biết sau khi thầy Put mất. Tibet trách thầy tại sao không cho mình biết mẹ sắp chết, nhưng đó lại là yêu cầu của mẹ Tibet vì bà muốn cậu sống với các bạn thật vui vẻ. Bà không muốn cuộc chia ly giữa hai người bằng cái chết, vì chết chưa phải là kết thúc và bà vẫn luôn trong trái tim của Tibet. Khi Tibet hỏi về cái chết của ba thì thầy Amin nói rằng kết quả khám nghiệm cũng như hiện trường đều cho thấy thầy Put tự sát. Nhưng thầy Amin lại không tin điều đó, vì trước khi chết thầy Put đã thực hiện một dự án quan trọng nên không đời nào thầy Put từ bỏ tâm huyết của mình. Tibet phải quay về homeschool mới biết được sự thật và dự án đó. Maki đi theo cô Zilak, tưởng rằng bị phát hiện nhưng lại là thầy Prasad đang theo dõi cô Zilak bước ra nói rằng vì lo cho cô và dặn cô Zilak uống thuốc đúng giờ và đó là yêu cầu của thầy Amin. Thầy Prasad phát hiện ra Maki cũng đang trốn phía sau, rồi đưa cô về phòng và kêu cô Zilak tiếp tục đi quan sát tòa nhà. Về đến phòng, thầy Prasad đe dọa Maki không được vi phạm quy định nếu không sẽ bị phạt.
Maki cho rằng thầy đang che giấu hoặc sợ rằng mình sẽ phát hiện ra điều gì đó. Thầy Prasad nói rằng không lo sợ bị phát hiện mà đang rất mong chờ Maki phát hiện ra. Tất cả mọi người đều lựa chọn quay trở lại xe bus để về homeschool. Chỉ còn Nai và thầy Amin quyết tâm chờ cậu ấy cho dù đã khá lâu. Cuối cùng Nai cũng đã xuất hiện với tinh thần thất vọng và sụp đổ. Thầy phó bản cho mọi người ăn bánh quy và lên xe trở về homeschool. Tất cả mọi người đã quay lại homeschool và ngồi tại phòng họp. Thầy Amin quyết định nói ra những lý do về việc homeschool có những quy định kỳ quặc. Môn học khác thường, thầy cô đôi khi cư xử kỳ lạ, vô lý và quá tàn nhẫn vì thế giới thực ngoài kia còn tàn nhẫn hơn những gì mà homeschool dạy cho các bạn. Nhưng nếu các bạn có thể vượt qua được khó khăn này thì các bạn sẽ trở thành người lớn mạnh mẽ và không bị tổn thương bởi thế giới thực tại ngoài kia. Cô Iani nói rằng tất cả học sinh đều là bị gia đình các em ruồng bỏ và các bạn sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng khi bị người thân quay lưng. Điều mà thầy cô dạy các bạn chính là mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Homeschool lập ra với mục đích chăm sóc những đứa trẻ không được mong muốn bị gia đình bỏ rơi và làm tổn thương. Nơi đây dạy các bạn về tình bạn và tình yêu thực sự. Với những lời tâng bốc hết sức tuyệt vời về homeschool của thầy cô, các học sinh dường như không thể nói thêm điều gì nữa. Nhóm của Maki lại ngồi cùng nhau. Sau khi biết chuyện của bố Tibet, cả đám vẫn không thể hiểu về những hành vi kỳ lạ và bí ẩn của ngôi trường này. Đang ngồi nói chuyện thì cảm giác có ai đó theo dõi, đó là Feng và Penyung. Hỏi thì kêu chỉ đi ngang qua vô tình nghe thấy nhưng lại biết hết câu chuyện người ta ngồi nói cả tối. Feng và Penyung nói rằng họ sẽ giữ bí mật và muốn mọi người đừng làm chuyện nguy hiểm hay vi phạm quy định để bị phạt. Penyung bỗng nói rằng cậu đã thấy thầy Put và anh Jun nói chuyện với nhau ở giá sách vì có người đặt ở đó. Cả đám lại lẻn vào phòng sách để tìm, Feng lo sợ sẽ bị phát hiện và bị phạt, nhưng Tibet nói rằng có thể đêm nay thầy cô không ở homeschool vì nếu không họ đã bị phát hiện lâu rồi. Penyung tìm thấy cuốn sách gấu pu xinh xắn mà trong đó có chiếc thẻ nhớ ghi lại cảnh chơi cờ nhưng cậu không hiểu người ta nói gì. Cuốn sách này khiến Maki hoảng hốt và khóc lóc vì sợ cô cũng không hiểu tại sao. Cả bọn đã tìm thấy chiếc thẻ nhớ. Toàn bộ thầy cô đang đứng bên ngoài đốt lửa và nói chuyện về bước quan trọng gì đó của kế hoạch. Họ cần phải làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của chương trình giảng dạy mà thầy Amin đã thiết kế. Thầy Prasad lại cho rằng có ai đó trong các giáo viên không muốn điều này xảy ra. Thầy nghi ngờ rằng cô Zilak chính là con chuột muốn phá hoại kế hoạch này. Hoặc có người đứng sau những hành vi của cô Zilak. Vì thầy Prasad tìm thấy dấu chân của người khác cạnh dấu chân của cô Zilak vào ngày mà cô ấy đi lạc. Nhóm Maki đang xem đoạn băng ghi hình cảnh thầy Put và Jun chơi cờ. Cả hai đang nói chuyện về cơn ác mộng của Jun. Nhưng cơn ác mộng đó lại liên quan đến em gái của Jun. Mỗi khi cô bé gặp chuyện xấu nó đều bảo Jun đọc cuốn sách gấu pu xinh xắn cho cô bé nghe. Bởi vì cô bé nói rằng cô muốn có một người bạn giống như gấu pu vì cô bé chưa bao giờ thực sự có bạn. Jun nói rằng cô bé rất thích cuốn sách đó và nó thật đáng thương. Thầy Put hỏi rằng ai đã làm gì em gái của Jun. Nhưng lúc này ngoài cửa có tiếng động nên nhóm học sinh vội vàng chạy về phòng trước khi bị thầy cô phát hiện. Sau đó Maki gặp ác mộng về câu chuyện trong quá khứ của cô. Hiện giờ dường như cô bé đã không còn nhớ gì về ký ức có vẻ đau thương đó. Feng và Wai đến hỏi thăm Maki hỏi rằng cô mơ gì. Maki nói rằng cô bị ai đó trừng phạt và tay đang rất đau. Hôm nay mọi người không phải dậy sớm tập thể dục mà thầy Amin nói rằng họ sẽ chuẩn bị một bữa ăn chào đón các học sinh quay trở lại. Bữa ăn thật sự rất hoành tráng. Thầy phó bản đến và thông báo rằng các bạn phải tham dự vào lớp học. Tùy vào bạn đó là lớp cho phép các bạn tùy chọn giáo viên để tìm hiểu và suy nghĩ về thái độ của giáo viên đó và tuyệt đối sẽ không có hình phạt. Mỗi thầy cô đều cho các bạn kiến thức và tình yêu thương vậy nên hãy tự nhiên tìm hiểu. Hugo và Mek chọn thầy Prasad. Jinjai Bi và Fuji chọn cô Iani. Maki, Wai, Nai và Tibet chọn cô Praepon. Mok và Jing chọn thầy Champe. Penyung và Feng chọn cô Zilak. Mỗi người đều có những nỗi đau khó tả. Họ đều là những người bị gia đình ruồng bỏ. Cả các thầy cô cũng đều có những câu chuyện buồn ở quá khứ. Nhưng tất cả các thầy cô đều an ủi và nói rằng homeschool sẽ là nơi thay đổi và không bao giờ bỏ rơi học sinh. Thầy Put đã giúp đỡ cô Praepon thoát khỏi cơn ác mộng bằng câu nói. Đôi khi chúng ta có thể đối mặt với cơn ác mộng bằng cách đương đầu với nó. Maki muốn đối mặt với cơn ác mộng của mình nên cô Praepon đã giúp Maki. Maki đã nhớ lại mọi chuyện về hồi bé khi cô ở cùng anh trai và bố. Cô nói rằng hồi nhỏ cô đã bị bố bạo hành. Bố lấy chính quyển sách mà cô yêu thích để đánh cô, nhưng thầy Amin đã xuất hiện và ngăn cản và đưa cô đến phòng điều trị để xóa ký ức đau thương của cô. Maki đến gặp thầy Amin và nói rằng tại sao thầy lại không nói ra sự thật về quá khứ của cô và việc thầy Amin vẫn luôn biết thân phận thật sự của Maki. Nhưng thầy Amin nói rằng do Maki tự che giấu thân phận nên thầy chỉ đang tôn trọng quyết định của cô. Việc Maki được nhận học bổng của homeschool không phải vì anh trai Jun, mà là vì tiềm năng của bản thân và nói rằng Bojin chỉ là bố dưỡng của Maki và thầy Amin xóa ký ức của cô vì yêu cầu của Jun. Maki hỏi rằng có phải Jun đã giết bố hay không và hiện tại anh ấy đang ở đâu. Nhưng thầy Amin nói rằng giờ chưa phải thời điểm thích hợp và Maki nên tin vào thầy Amin và tin vào homeschool. Maki nhớ lại tất cả về quá khứ cô đã ở trong phòng điều trị của thầy Amin. Tibet đến ngồi nói chuyện cùng Maki. Cô nói rằng mình vẫn chưa tin được thầy Amin và sẽ không làm theo những gì và thầy cô yêu cầu. Nhưng Tibet nói rằng cậu phải làm theo những gì mà thầy cô muốn họ làm vì đó là cách duy nhất để cậu biết về kế hoạch của bố mình. Maki nắm tay Tibet và cả hai nhìn nhau không nói gì. Nai và Tibet tâm sự với nhau về chuyện tình cảm. Nai nói rằng cậu thích người con gái như Wai mạnh mẽ và ngầu. Cậu còn định tỏ tình với Wai nhưng sợ không thành công rồi trở thành trò đùa. Tibet cũng khoe rằng vừa được nắm tay Maki tối qua nhưng cậu cũng chưa tỏ tình vì nghĩ Maki không để tâm nhiều đến chuyện này. Penyung chạy đến và nói rằng cậu đã được cả Maki và Wai nắm tay.
Nai hỏi Pe Nhung rằng ai là người xinh và đẹp trai nhất trong trường, nhưng Pe Nhung nói rằng ai cũng đẹp cả và người thích bánh sừng bò là đẹp nhất. Jin Jae cầm cành hoa đi vào phòng các cô gái và nói rằng Hugo tặng, điều đó khiến mọi người quan tâm về mối quan hệ giữa cô và Hugo. Jin Jae nói rằng cả hai vẫn chưa thực sự hẹn hò và hỏi về tình cảm của các cô gái. Bi nói rằng cô đã từng thích Nai nhưng cậu ấy đã có người trong lòng rồi và đó là Wai, nhưng Wai cho rằng không phải như vậy. Maki cho rằng cô không quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương vào thời điểm hiện tại. Bi nói rằng thấy Jin cũng ngầu và đáng yêu nên cô có tình cảm với Jin. Fuji thì vẫn mất niềm tin vào đàn ông và cho rằng họ chỉ tốt lúc mới về sau mới lộ rõ bản chất. Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì cô Iani đi vào và thông báo rằng từ giờ lịch học sẽ thay đổi và các bạn phải tham gia lớp học riêng biệt do thầy cô chọn, việc này để chuẩn bị cho quá trình điều trị. Maki, Wai, Nai, Tibet phải ăn bánh ngọt trước khi bước vào buổi điều trị của cô Praepon. Meg và Hugo mang theo đồ vật quan trọng mà thầy Prasad dặn nhưng thầy lại đốt đi những đồ vật đó. Fuji, Bi và Jin Jae tham gia lớp học của cô Iani nói chuyện về sự bất công của người phụ nữ trong xã hội. Nhưng cô Iani cho rằng phụ nữ cần phải mạnh mẽ hơn để chống lại sự bất công trong thế giới tàn nhẫn này. Feng và Pe Nhung vào lớp cô Jilak tâm sự về những điều mong ước của cả hai. Thầy phó bản mang đồ ăn đến cho Jun, cậu thắc mắc rằng đó là việc của cô Praepon mà nhưng thầy phó bản nói rằng hiện homeschool đang bắt đầu quá trình điều trị nên các thầy cô đều bận. Jun kiếm cớ nói chuyện với thầy phó bản và thôi miên thầy rồi bỏ trốn, quá đen cho bạn bị thầy Amin bắt gặp và nói rằng cậu không bao giờ làm thầy thất vọng. Thầy mừng rằng Jun vẫn luôn nhớ những gì thầy dạy, Jun vẫn là học sinh mà thầy yêu thích nhất đến giờ vẫn chưa có người thay thế. Jun cho rằng thầy Amin mới là người có vấn đề và thầy đã không còn là thầy Amin mà Jun từng biết. Thầy Amin nói rằng mong rằng Maki sẽ không làm giống Jun vì nếu như vậy cô bé sẽ bị nhốt lại. Wai, Maki, Tibet và Nai đều đang trong cơn mê, cô Praepon nói rằng đó là trạng thái thôi miên, cô Praepon gọi từng bạn tỉnh lại. Tibet hỏi cô Praepon rằng có phải Hugo và Jin Jae cũng ăn bánh và bị thôi miên như thế này, nhưng cô Praepon nói rằng họ ăn thứ mạnh hơn bánh. Hugo, Jin, Fuji, Jin Jae và Bi đang ở lớp học của thầy Prasad. Thầy nói rằng những đứa trẻ ngoan sẽ được kẹo và nếu ngoan sẽ được nhiều phần thưởng hơn, lần lượt từng người tiến lên ăn kẹo. Cô Praepon đưa một viên kẹo cho cô Jilak nhưng cô Jilak hỏi rằng tại sao lại không được ăn thạch như mọi khi. Cô Praepon nói rằng điều đó phụ thuộc vào lượng thuốc và cô Jilak uống và phụ thuộc vào việc cô nhớ ra mọi chuyện thì sẽ được ăn thạch. Cô Jilak nói rằng người đi cùng mình đêm hôm trước trong rừng chính là cô Praepon. Cô Ina đi vào phòng ngủ của các cô gái, đúng 12 giờ đêm bỗng dưng Fuji. Bi và Jin Jae tỉnh dậy và họ di chuyển theo từng cái búng tay của cô Iani rồi họ đi đến dưới gốc cây hối lỗi nơi mà các thầy cô cũng đứng sẵn ở đó. Thầy Amin nói rằng họ là những cô gái được chọn để nhận trị liệu ngày hôm nay. Thầy Amin muốn các bạn mở rộng tâm trí nhất có thể để tin vào những điều mà homeschool dạy. Hãy tin rằng các bạn sẽ trở thành người tốt hơn và có thể trở thành con người mới sẵn sàng bước vào thế giới và thay đổi nó. Cô Iani ra hiệu lệnh cho ba bạn quỳ xuống, nhắm mắt và đặt hai tay trước ngực rồi nghĩ về con người cũ của mình bởi vì từ bây giờ con người cũ đó sẽ không còn nữa. Hãy nhớ rằng những việc tàn ác mà các bạn đã phải đối mặt. Fuji được yêu cầu mở mắt và là người đầu tiên nhận điều trị. Thầy Prasad dẫn Fuji đi đến phòng điều trị. Fuji bị gắn các thiết bị kỳ quái trên người và tiếp nhận điều trị. Thầy Prasad nhắc lại những ký ức đau thương của Fuji về bố của cô, thôi miên cô thay đổi những bất công đó và trả thù những điều đó. Thầy phó bản cũng làm điều tương tự như cô Iani và dẫn những nam sinh được chọn đến. Sáng hôm sau, Feng gọi Wai và Maki dậy vì không tìm thấy Fuji, Bi và Jin Jae và cả các thầy cô nữa đều không thấy ai cả. Cô Praepon định hút thuốc thì cô Iani cản lại và nói rằng đây là thời điểm quan trọng của homeschool và nếu cô Praepon thấy không khỏe thì nên đi nghỉ ngơi và quên hết những chuyện này. Nhưng cô Praepon cho rằng không thể như vậy vì cô thấy thương lũ trẻ và chúng chưa sẵn sàng cho việc này. Cô Praepon hỏi rằng liệu cô Iani còn tin thầy Amin như khi thầy Put còn sống không? Nhưng cô Iani đã chấn chỉnh lại và cho rằng do cô Praepon đã quá căng thẳng nên mới như vậy. Cô Praepon nói rằng cô lo cho Maki vì cô bé đã nhớ ra chuyện của quá khứ và đáng lẽ Maki không nên đối mặt với chuyện như vậy. Nhưng cô Iani vẫn nhất quyết tin vào thầy Amin. Thầy Amin nói rằng không cần lo lắng cho những bạn đã biến mất, hiện họ vẫn ổn và nói rằng thầy đang giúp đỡ và điều trị cho các bạn. Mọi người nên tin vào homeschool, nhưng đương nhiên mấy nhóc này không tin rồi vì thầy Amin toàn hành động kỳ lạ. Jun đang lặp lại những hiệu lệnh kỳ lạ thì cô Praepin đi đến và nói với Jun rằng liệu cậu có chắc là sẽ ngăn cản được thầy Amin hay không. Jun nói là chắc chắn được và cô Praepon nói rằng vậy cô sẽ giúp cậu trốn thoát khỏi homeschool. Quay về 6 năm trước khi Jun vẫn còn đang theo học ở trường và là học trò cưng của thầy Amin và cậu cũng học được thôi miên từ ông. Bố cậu lúc đó vẫn còn là chủ nhân của homeschool và Jun chỉ là con nuôi của ông ta. Bojin muốn lấy lòng phu nhân nên bắt Jun phải làm thân với Zero, con trai phu nhân. Ông ta chỉ quan tâm đến tiền và những chai rượu vang nên không quan tâm những thứ khác. Ở hiện tại, nhóm Maki đang bàn tán về những chuyện xảy ra gần đây về việc các bạn đang dần mất tích. Tibet lo lắng rằng không biết tiếp theo sẽ đến ai nữa và Maki nghĩ rằng chắc chắn họ đang bị nhốt ở đâu đó trong trường. Jun hỏi cô Praepon tại sao lại giúp cậu. Cô giáo cho rằng thầy Amin đã thay đổi nên quyết định giúp Jun để cậu ngăn cản thầy Amin. Nhưng Jun cho rằng thầy Amin đã thay đổi từ khi thầy kêu cậu giết ông Bojin. Có lẽ vì sự quyết tâm trả thù đã khiến thầy trở thành một con người khác theo hướng bạo lực để giải quyết. Wai vừa tắm xong đi ra hành lang thì cảm giác có ai đó theo dõi và đó chính là Nai. Cậu đi theo cô để canh chừng cô vì sợ cô bị mất tích như những người khác. Nai giơ tay ra lấy đèn thì Wai lại tưởng cậu muốn nắm tay nên cô đã đưa tay ra.
Cặp đôi Maki và Tibet cũng đang bám theo thầy cô ra bên ngoài nhưng vì mất dấu và sợ bị phạt nên họ quyết định quay lại phòng thầy Amin để tìm kiếm gì đó. Đang lục lọi bỗng dưng Maki mở được chiếc cửa bí ẩn, định tiến vào thì thầy Amin xuất hiện ngăn cản Maki, muốn biết căn phòng đó là gì thì nên yêu cầu thầy Amin nói ra sự thật. Nhưng Amin chỉ nói rằng phòng đó là phòng cũ của ông Bojin, nó không có ai hết rồi đuổi hai người ra ngoài và phạt chúng. Những người còn lại lo lắng cho Maki và Tibet không biết họ sẽ bị phạt những gì, vì chỉ mỗi ăn trộm bánh của Penyung mà đã bị phạt chạy 80 vòng sân thì không biết đôi chim sẻ sẽ ra sao. Thầy Prasad đi đến chỗ Penyung và Feng đang ăn và muốn chơi trò chơi tung đồng xu, với những hành động cư xử kỳ lạ của thầy khiến hai đứa sợ hãi. Dù không muốn chơi nhưng vẫn bị ép, ông ta quát tháo mỗi khi Penyung đặt câu hỏi, vòng đầu tiên Feng đã trả lời đúng mặt xu nên được phép ăn bỏng ngô. Khi Penyung hỏi nếu chọn sai thì sẽ ra sao thì thầy lại đe dọa rằng hãy thử trả lời sai rồi biết, khiến hai đứa tái mặt vì sợ hãi. Đôi chim Ji Maki và Tibet quỳ dưới cây hối lỗi cả đêm và đang rất mệt mỏi. Cô Iani khuyên hai người không nên tự tìm hiểu sự thật vì chưa đến lúc. Hãy tin vào thầy Amin và tin vào homeschool, có vẻ cô này niềm tin vẫn mãnh liệt vãi. Thầy Amin cho gọi cô Praepon đến nói chuyện và muốn cô Praepon triển khai dự án giờ, nhưng cô ấy cho rằng bọn trẻ chưa sẵn sàng cho dự án này và khuyên thầy Amin nên dừng lại nhưng lại bị thầy quát mắng. Thầy Amin đã ngày càng thay đổi theo hướng tiêu cực khiến cô Praepon đã dần mất niềm tin vào thầy. Sau khi cô Praepon rời đi, thầy Amin xuống trò chuyện với Jun và nói về khởi nguồn của homeschool. Thầy Amin nói rằng nơi đây chính là căn phòng mà Bojin, bố nuôi của Jun, thường trốn mỗi lần bị bố đánh, chỉ có Amin biết về căn phòng này. Ông Bojin luôn cục xúc với lũ trẻ còn hội tụ đầy đủ các tính xấu trên đời, hắn ta rất xấu xa và có lẽ tính xấu đó cũng được di truyền qua các thế hệ. Trong thời gian đó, Amin vừa là bạn vừa là người hầu của hắn ta vì hắn đã cưu mang và giúp Amin có nơi ăn học. Hai năm trôi qua, có một cô gái xinh đẹp và tốt bụng đến chơi với lũ trẻ ở homeschool. Amin cũng đã rất thích cô gái nhưng sau khi biết cô ấy cũng là vị hôn thê của Bojin thì dường như đã biết rằng cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân không tình yêu này để đổi lại một số tiền lớn. Sau khi chung sống với Bojin một thời gian, cô ấy cảm thấy không hề vui vẻ với cuộc sống này và luôn đau buồn về mọi thứ nên cô đã tâm sự với Amin rằng mình không hề hạnh phúc. Amin đã giúp cô bằng cách thôi miên để khiến tâm trạng của cô tốt lên. Trong một lần cãi vã, Bojin đã lỡ tay khiến cô ấy rơi xuống cầu thang và sảy thai, là đứa con mà cô ấy luôn mong muốn, mất đi đứa con cô ấy như người mất hồn. Amin kêu cô hãy rời khỏi nơi này để có thể sống tốt hơn thì cô ấy nói rằng cô luôn muốn trở thành một người mẹ vậy nên cô vẫn muốn ở lại homeschool. Vì khi ở đây cô mới có thể làm mẹ của lũ trẻ và nơi đây sẽ là mái ấm nuôi dạy lũ trẻ. Cô đặt tên cho nơi đây là homeschool và muốn nó sau này sẽ trở thành ngôi nhà của những đứa trẻ bất hạnh. Amin đã hứa sẽ giúp cô thực hiện điều đó. Sau đó một thời gian không lâu cô ấy đã mất vì bị bệnh nặng. Điều đó khiến Amin vốn đã ghét thế giới không công bằng giờ còn ghét hơn. Vì đã gây ra tổn thương cho người thân và đó cũng chính là lý do homeschool ra đời. Thời gian trôi qua, khi Bojin định bán ngôi nhà này thì Amin nói rằng giữ lại, cậu sẽ kiếm tiền về cho ông ta bằng cách dạy những con cái nhà giàu thay đổi hành vi của chúng bằng cách thôi miên. Nghe đến lợi nhuận khiến Bojin không thể từ chối và thế là hắn quyết định dùng ngôi nhà này cho Amin lập trường homeschool để thu lợi nhuận cho hắn. Hắn không biết rằng mục đích thật sự của ngôi trường này chính là để trả thù cho thế giới bất công ngoài kia. Trở về thực tại, sau khi nghe câu chuyện về homeschool, Jun hỏi lý do Bojin nhận nuôi hai anh em là gì thì thầy Amin nói rằng đó chỉ là bình phong để giúp ông ta thực hiện mọi chuyện một cách dễ dàng hơn. Jun và Maki chỉ là đang bị lợi dụng mà thôi. Trước kia mỗi khi Jun muốn vùng lên chống trả lại bố nuôi mỗi khi bị phạt vì những lý do vô lý, thì thầy Amin luôn nhắc nhở cậu rằng không nên dùng bạo lực để trả thù bạo lực vì điều đó sẽ biến bản thân cậu trở thành quái vật mà cậu luôn ghét bỏ. Nói xong thầy Amin mời cậu đến học ở homeschool, thầy sẽ giúp cậu chữa khỏi những vết thương tâm hồn đó và trở nên mạnh mẽ hơn. Jun đồng ý đến học tại homeschool. Kể từ ngày Amin phát hiện mình sắp chết, ông bắt đầu suy nghĩ hành vi theo hướng tiêu cực. Ông luôn cho rằng sẽ sử dụng bạo lực để trả thù bạo lực. Jun hỏi có phải đó chính là lý do khiến thầy Amin thay đổi nhưng thầy không nói gì thêm. Tiếp đó Amin đến gặp Bojin và yêu cầu ông ta để lại homeschool cho mình, nhưng hắn nhất quyết không chịu và muốn Amin kiếm nhiều tiền hơn cho ông ta. Nhưng vì quá đáng cùng những bất công mà đã phải chịu nên Amin dùng súng để đe dọa Bojin làm theo yêu cầu của mình, cùng thầy Prasad quyết định thôi miên Bojin tự sát, nhưng lại khiến cho Jun nghĩ rằng chính cậu đã giết chết bố nuôi của mình. Thầy Amin gặp thầy Prasad nói về việc cho học sinh thực hiện dự án giờ. Thầy Prasad nhận thấy thầy Amin không được khỏe nên đã ngỏ ý sẽ điều trị cho Jun thay ông. Maki và Tibet nằm ở bệnh xá. Khi tỉnh lại thì cô Praepon nói về cuốn sách gấu. Nó chứa những thứ mà các bạn đang tìm cũng như thí nghiệm của thầy Put cũng nằm trong đó rồi cô rời đi. Thầy Amin đang tiếp tục điều trị cho Hugo. Thầy cho cậu xem những hình ảnh và bắt cậu chọn thứ đáng sợ hơn. Khi đến cuối cùng là hình ảnh cái chết và người bố của mình, Hugo đã lựa chọn bố, người luôn tỏ ra ghét bỏ cậu vì cho rằng Hugo đã giết chết anh trai của cậu. Thầy Amin tiếp tục nhồi nhét những ý nghĩ tiêu cực bạo lực vào đầu cậu về người bố tàn nhẫn của mình để nung nấu ý định trả thù trong Hugo. Sau khi nghe cô Praepon nói về cuốn sách thì Maki cùng đám bạn đến thư viện xem cuốn sách gấu Pu, trong đó có một thẻ nhớ ghi hình về dự án giờ của thầy Put. Thầy Put đang cùng Jun chơi cờ và nói về mục đích thật sự của dự án này. Dự án này giúp người ta trở lại trạng thái bình thường mà quên đi nỗi đau tinh thần bằng viên thuốc đỏ. Jun hỏi về tác dụng phụ của thuốc thì thầy Put nói rằng tuy có một vài tác dụng phụ nhưng không ảnh hưởng đến nhiều. Sau khi xem xong, Tibet cho rằng thầy Amin đang làm sai mục đích của dự án giờ, cả đám cùng suy nghĩ về mục đích mà thầy Amin đang làm.
Cuối cùng sau các câu trả lời thì Tibet đã luận ra rằng R chính là viết tắt của Revenger, có nghĩa là báo thủ. Nói xong thầy Prasad đã đứng vỗ tay phía sau khen ngợi đám học sinh và kêu mấy đứa về ngủ rồi thầy đến chỗ Jun đưa đồ ăn cho cậu. Jun rủ thầy Prasad chơi tung đồng xu, trò chơi yêu thích của thầy. Ở ván đầu tiên Jun trả lời đúng mặt nên đã thắng thầy Prasad, nhưng hắn ta lại không trả lời cậu và hẹn cậu trong buổi điều trị. Sáng hôm sau khi thầy Prasad đang quan sát tình hình Tibet và Maki qua camera thì nhận tin thầy Amin đang bất tỉnh dưới cây hối lỗi. May mà có cô Praepon kịp thời phát hiện và sơ cứu thầy. Cô Praepon khuyên thầy nên đến bệnh viện nhưng thầy Amin không chịu. Thầy nói rằng đang trong giai đoạn quan trọng của dự án giờ. Cô Praepon nói rằng dạo gần đây thầy Amin rất hay bị ngất và sức khỏe đã yếu dần đi, trí nhớ của thầy cũng không còn tốt nữa. Vì khuyên thầy Amin dừng lại không được nên cô Praepon đã rất lo lắng, có thể thầy Amin đang đi sai hướng với mục đích ban đầu của homeschool. Praepon quyết định quay xe và giúp Jun bỏ trốn vào tối nay, cô hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Maki. Cô kêu Jun hãy bỏ trốn để có thể ngăn chặn thầy Amin và khiến dự án giờ này dừng lại, sau đó cô đưa cho cậu một chiếc bút dùng để trốn thoát. Nửa đêm Mok và Mek xuống bếp tìm đồ ăn, vì không tìm thấy bánh sừng bò của Pe Nhung nhưng lại kiếm được hộp thạch rồi lỡ mồm ăn quá nhiều thuốc đỏ khiến cả hai ngất đi. Khi được phát hiện thì Maki cùng Wai nhanh chóng đi tìm cô Praepon. Cô Praepon đang chuẩn bị đến giúp Jun thì Maki cùng Wai gọi cô lại. Vì Mok và Mek bị ngất nên cô phải đến xem học sinh trước. Khi rời đi cô lại vô tình làm rơi con dao gấp khiến Maki nghi ngờ. Bên này Jun đang bị thầy Phó Bản và thầy Trang Min trông chừng, trong khi thầy Prasad đưa thầy Amin về phòng. Nhân cơ hội Jun thôi miên cả hai thầy rồi bỏ trốn ra ngoài, nhưng cậu lại quyết định chạy về homeschool để tìm gặp thầy Amin. Cậu chạy theo những bước mà cậu đã nhẩm suốt thời gian qua và đến được homeschool. Khi chạy vào phòng thầy Amin thì thấy thầy đang bị thầy Prasad thôi miên, Jun đứng đờ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Jun chạy đến thì thấy thầy Amin đang bị thầy Prasad thôi miên, thầy Prasad đã bắt đầu thôi miên thầy Amin từ khi biết thầy Amin bị bệnh. Mục đích của ông ta chính là làm các học sinh quên đi quá khứ và đi theo con đường trả thù bằng bạo lực. Jun muốn biết sự thật thì thầy Prasad nói rằng cậu không nên biết nếu không cậu sẽ có cái nhìn khác về thầy Amin, nhưng Jun vẫn muốn biết. Trở về vài năm trước, Bojin vì muốn kiếm thêm tiền nên đã ép Amin tuyển thêm học sinh để có tiền, nếu không sẽ đóng cửa homeschool, và cũng vì ông Bojin nên bệnh tình của Amin ngày càng nặng hơn. Amin không thể chấp nhận số phận của mình và trách Chúa rằng tại sao lại là mình, khi muốn làm chuyện tốt thì lại bị bệnh, trong khi kẻ xấu như Bojin lại nhởn nhơ sống an nhàn. Vì muốn chữa khỏi bệnh nhanh chóng, Amin đã nhờ thầy Put ăn thạch hồng và thầy Prasad sẽ thôi miên ông, như vậy mới có thể khiến Amin nhanh chóng khỏe lại để tiếp tục công việc tại homeschool. Thầy Put cho rằng nó chỉ đang thử nghiệm nên chưa chắc chắn về tác dụng, thầy Prasad thì lại vui vẻ đồng ý thôi miên như nó là ý muốn của hắn ta từ lâu rồi vậy. Có một lần Amin nghe thấy cuộc nói chuyện của Bojin và Jun, ông ta bắt Jun làm thân với mấy đứa con nhà giàu để lấy mối quan hệ. Thấy vậy thầy Prasad đã nói với Amin rằng hãy làm gì đó để giúp Jun và khiến Bojin biến mất, điều đó cũng sẽ khiến công việc tại homeschool suôn sẻ hơn. Mới đầu Amin vẫn giữ vững quan điểm bạo lực không thể đánh bại bằng bạo lực cho đến khi Prasad thôi miên ông. Quay về hiện tại thì giờ đây Jun chính là mục tiêu của Prasad, hắn muốn thay đổi được Jun, hắn lấy Maki ra đe dọa Jun khiến Jun lôi cây bút ra dí vào cổ ông ta. Nhưng Prasad lại rất hào hứng với việc đó, hắn kích Jun hãy làm đi vì biết rằng cậu sẽ không dám làm chuyện đó. Sau cùng Jun vẫn buông ra và cố thức tỉnh thầy Amin nhưng không hề hấn gì. Prasad nói rằng Maki chính là một phần của dự án giờ khiến Jun tức giận và đấm lão mấy cú rồi bỏ đi. Nhóm Maki đang đứng chờ bên ngoài, Mek và Mok vẫn chưa tỉnh lại vì bệnh xá không đủ thiết bị và phải đưa đến bệnh viện. Cô Praepon đưa nhóm học sinh về phòng ngủ, Maki hỏi rằng tại sao cô lại cầm theo dao vào trong rừng rồi trả lại con dao mà cô ấy làm rơi. Praepon chỉ nói rằng cô sẽ bảo vệ tất cả mọi người rồi rời đi, vừa rời đi thì gặp thầy Trang và thầy Phó Bản nên đã biết Jun bỏ trốn. Maki vẫn không từ bỏ chuyện bám đuôi giáo viên rồi cả đám cũng đi theo, ra ngoài thì gặp được Jun đi ra từ phòng thầy Amin, hai anh em ôm nhau rồi Jun kêu mọi người đi theo mình. Quá đen khi bị thầy Prasad chặn lại bằng khẩu súng và bắt mọi người chơi trò đồng xu, nếu là A thì một trong mấy đứa sẽ thành bia đỡ đạn, nếu là B thì sẽ được chạy trốn. Đồng xu tung lên và kết quả là mặt B, nhóm được 10 giây để chạy thoát, vừa chạy được tí thì lại gặp thầy Trang và thầy Phó Bản. Đúng lúc không biết làm sao thì cô Praepon đi đến kề dao vào cổ thầy Phó Bản, Prasad đi đến dí súng vào cô rồi đẩy về cho thầy Phó Bản giữ, hắn đi vòng vèo đám học sinh để dọa chúng sợ. Kết quả là cả đám bị nhốt lại trong ký túc không được ăn uống. Tới sáng Prasad đi đến phòng Nam và muốn phạt một đứa vì dám bỏ trốn, hắn rủ chơi trò may mắn rồi chọn Pe Nhung, nhưng cậu sợ hãi và kháng cự thì hắn lại lôi khẩu súng ra khống chế. Còn bên phòng nữ thầy Phó Bản đến lấy Feng đi để chịu phạt. Cả hai bị Prasad bắt phải tiêm một thứ thuốc độc và chơi tung đồng xu, mặt A thì Pe Nhung tiêm, mặt B thì Feng tiêm, ông ta muốn một trong hai đứa bị tiêm thuốc rồi nhốt chúng lại. Mấy đứa còn lại bị tập hợp ở dưới cây hối lỗi, trước mặt là bốn lọ mất nhãn, Prasad nói rằng có hai lọ nước muối và hai lọ nước giải. Nhiệm vụ của chúng là phải tìm ra thuốc để giải cứu cô Praepon và Pe Nhung vì họ đã bị tiêm thuốc độc vào người. Hắn chỉ nói rằng cô Praepon ở phòng điều trị, còn phòng điều trị ở đâu thì tự tìm, hai người bị tiêm thuốc đang ở hai nơi bất định. Jun nói rằng cậu biết phòng điều trị nên sẽ cứu cô Praepon, còn lại mấy đứa sẽ đi cứu Pe Nhung. Nhưng trước tiên là phải tìm được thuốc giải. Jun và Nai mỗi người cầm một lọ rồi rời đi. Jun lại chạy theo các bước mà anh đã nhẩm đi nhẩm lại khi bị nhốt. Pe Nhung dần ngất đi khiến Feng sợ hãi nhưng mấy đứa đã chạy đến kịp để cởi trói.
Jun cũng đã tìm thấy cô Praepon rồi cười chói. Nai và Jun đều lưỡng lự, cô Praepon nói rằng bằng mọi giá phải cứu lũ trẻ, đừng quan tâm đến cô ấy. Cả hai người được tiêm thuốc cùng lúc, Pe Nhung vẫn không tỉnh lại. Nai sơ cứu một lúc thì may mắn Pe Nhung tỉnh lại. Điều này khiến mấy đứa nhẹ nhõm hẳn. Bên Jun, cậu đã chọn nhầm thuốc giải nên cô Praepon đã chết. Ở chỗ thầy Amin, bằng cách nào đó thầy đang cố gặp lại Bojin trong tiềm thức. Bojin cố gắng kêu gọi Amin tỉnh lại. Jun đang khóc vì không thể cứu được cô Praepon thì Prasad bước đến. Hắn kích đều rằng chính Jun đã giết cô ấy vì cậu chọn sai thuốc chứ hắn không hề làm gì sai. Hắn cố thuyết phục Jun hãy nghe theo ông ta tiếp tục thực hiện dự án giờ. Ông ta còn cho Jun dùng khẩu súng để dụ cậu ra tay, nhưng Jun vẫn giữ vững quan điểm của mình mà thầy Amin đã nói. Không thể dùng bạo lực để đánh bại bạo lực, nó sẽ biến cậu trở thành quái vật. Prasad cười nhẹ lấy khăn lau mặt và tiết lộ một bí mật đáng sợ rằng ông ta lỡ tạo ra những con quái vật mới luôn rồi. Ở chỗ Maki, mọi người đang đứng chờ Pe Nhung được chữa trị. Thầy phó bản thông báo cậu đã qua cơn nguy kịch khiến mọi người nhẹ nhõm hơn. Wai dụ thầy phó bản chạy trốn cùng hội nhưng thầy vẫn nhất quyết không chịu. Tibet cùng Nai cũng gạ nhưng không si nhê với thầy. Cả bọn đợi Jun quay lại. Lúc phó bản thấy thầy Prasad thì biết được rằng cô Praepon đã không còn. Prasad vẫn cố kích đều rằng chính Jun đã chọn sai thuốc nên không thể cứu được cô Praepon. Tibet bực mình và tiến đến đấm Prasad rồi Jun ngăn cản. Cậu nói rằng nếu cứ làm mọi thứ rối tung lên lệch với hướng của hắn sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm, rồi cậu lôi mấy đứa đi về phòng trước. Thầy Prasad gọi thầy Trang và thầy phó bản đến nói chuyện để chắc chắn rằng hai người đó sẽ không phản bội hắn như cô Praepon. Jun và Maki đang ngồi trên băng ghế dưới gốc cây nói chuyện, thấy mặt Maki sợ hãi và lo lắng khiến Jun cảm thấy rất có lỗi rồi đặt tay lên đầu mà an ủi cô. Cả hai đã rất lâu rồi mới có thể gặp lại nhau, họ đã xa cách sau nhiều năm trời nhưng tình cảm của hai anh em vẫn như xưa. Jun muốn ngăn cản thầy Prasad và muốn hủy hoại dự án giờ đó. Cậu nói rằng cái chết của bố dượng là do ông ta bị thôi miên và tự sát chứ không phải do Jun giết chết. Jun lo sợ rằng sắp tới chắc chắn sẽ có người phải bỏ mạng ở nơi này. Cả hai anh em đều khóc lóc vì tình cảnh và an ủi nhau. Khi cô Iani quay trở lại trường, biết tin cô Praepon không còn nữa khiến cô ấy càng quyết tâm ngăn cản thầy Prasad bằng mọi cách. Vừa nói xong thì hắn tới cùng hai thầy Trang và thầy phó bản. Hắn muốn đưa cô Zilak đi để điều trị trước khi cô ấy phản bội lại homeschool. Thầy Prasad nhắc nhẹ rằng cô Iani không nên manh động, nếu không hắn sẽ khiến cô hối hận và thả lũ trẻ đang bị điều trị ra. Hắn đe dọa nếu cô Iani không chăm sóc chúng thì đám học sinh và cô Zilak sẽ được đi ngắm gà hỏa thân ngay lập tức. Sáng hôm sau, Wai cùng anh em Maki Jun ra phòng ăn, đang thắc mắc tại sao lại có máy lọc nước thì Jin Jae, Hugo và Bi từ đâu xuất hiện. Thái độ của họ hoàn toàn khác, cứ như các thầy cô lúc đầu vậy. Jin Jae bỗng trở nên thành gái ngoan dịu dàng nề nếp. Hugo và Bi cũng nhẹ nhàng và chuẩn chỉ lạ thường. Chúng bắt Maki Jun và Wai phải uống nước rồi kéo ghế cho họ phục vụ các kiểu con đà điểu. Feng gặp Bi ở ngoài sân nhưng lúc này mặt Bi đầy sát khí. Đúng lúc cô Iani đi đến và nhanh chóng đuổi khéo Bi đi trước và dặn Feng từ giờ không được ở một mình, không được ở gần nhóm của Bi vì chúng không còn là bạn của cô như trước nữa. Feng nói chuyện này với anh em Maki, Jun và Wai. Họ cũng đang lo lắng vì Nai và Tibet bị mang đi từ sáng đến giờ chưa thấy gì. Đang bàn tán thì thầy Prasad lại đi tới khiến Wai bực tức. Jun thì nói ổng hãy bình thường dùng thảo mai vãi mệt quá. Prasad nói rằng trong lần đầu mấy đứa bỏ trốn, tiếng hét mà mấy đứa nghe được chính là tiếng hét của Jun. Ông ta dùng bấm móng tay xẻ vài đường cho Jun. Hắn còn mang cái bấm móng tay đó đến để cho người Maki. Maki định đấm cho hắn phát thì có tiếng súng nổ lên. Prasad nói rằng họ không phải lo lắng vì đó là một phần của dự án mà thôi. Phía bên kia, Nai và Tibet đang đi theo thầy phó bản tới phòng điều trị. Họ cũng nghe thấy tiếng súng. Hỏi thầy thì thầy không giải thích mà chỉ nói rằng hai người là chìa khóa của dự án này. Nếu không nghe lời thì Maki và đám bạn kia sẽ tiêu đời. Tối hôm đó, Mok ở phòng y tế thấy bụng đói nên rủ Pe Nhung đi tìm đồ ăn, chắc vẫn chưa chừa thói ăn linh tinh. Đang đi đến nhà ăn thì gặp Jin Jae cầm con dao nói rằng hai người đã vi phạm quy tắc. Mok và Pe Nhung sợ hãi bỏ chạy mỗi cha một góc. Jin Jae tìm đến Pe Nhung định úp sọt phía sau nhưng bị cô phát hiện. Mok nhảy ra để giành lấy con dao, nhưng Jin Jae này khỏe quá đạp một phát hai thanh niên ngã nhào rồi túm lấy cổ Mok mà định xử lý. Lúc nguy kịch thì cô Iani kịp thời xuất hiện ngăn cản. Tới sáng tại bệnh xá, cô Iani giải thích cho mấy đứa rằng Jin Jae đang bị tác dụng phụ của thuốc nên không thể kiểm soát hành vi, nếu không được uống thuốc đúng giờ thì sẽ phát điên. Giờ đây cô Iani cũng không thể ngăn thầy Prasad và buộc phải làm theo lời hắn, nếu không sẽ khiến học sinh gặp nguy hiểm. Jun và Maki đến gặp Prasad đang ăn bỏng ngô. Hắn ta nói rằng dự án giờ đã được bắt đầu, sớm muộn gì thì ông ta cũng sẽ hoàn thành nó mà thôi. Hội phụ huynh bị đưa tới homeschool và đang bị trói chặt trên ghế chuẩn bị cho trò chơi mới của thầy Prasad. Bắt đầu là bố của Nai, một người đàn ông giàu có quyền thế và danh tiếng trong xã hội. Nhưng giờ đây khi bị trói chặt trên ghế chỉ biết gào thét thảm thiết. Prasad gọi Nai đi vào lúc này cậu đã bị thôi miên nên khiến ông bố càng sợ hãi hơn. Lúc này trong phòng ký túc Nam nghe tiếng ồn bên ngoài nên định ra xem thì bị Fuji và Jin chặn lại. Miệng cười giọng nhẹ nhàng lịch sự khác hẳn trước kia khiến cả ba người sợ hãi. Hôm sau còn lại những học sinh chưa bị thôi miên đang tụ tập tại phòng chứa đồ, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Jun giải thích rằng mục đích cuối cùng của thầy Prasad chính là trả thù hội phụ huynh. Họ đều là những người có tiền nhưng xấu xa và ghét bỏ chính những đứa con của mình khiến chúng trở nên bất hạnh. Hắn muốn đưa tất cả trở về vạch xuất phát. Điều quan trọng chính là Hugo, Jin Jae, Fuji và Bi là những người có ác cảm và căm ghét phụ huynh nhất. Vì vậy nên họ dễ bị thôi miên thao túng tâm lý để thay đổi hành vi. Hiện tại chỉ có thầy Amin mới có thể giúp họ quay trở về trạng thái ban đầu.
Hugo Jinzai Fuji và Bi đang ở trong rừng với thầy Trang. Cả bốn đang được ăn thạch hồng để chuẩn bị cho dự án giờ. Mỗi đứa nhận một vũ khí để chơi trò đuổi bắt với hội phụ huynh. Thầy Prasad thì đang hô hào với hội phụ huynh và nói rằng họ sẽ được thả cho chạy trong rừng. Hội này vẫn đang ung dung tự tin rằng lũ nhóc sẽ không bao giờ làm vậy với họ. Prasad liền bật đoạn video lúc các vị phụ huynh xin cho con cái họ vào học tại homeschool. Họ cũng đều ghét bỏ con cái của mình. Họ trả tiền để đưa chúng đi trong 3 năm để không cần ở cùng và nhìn mặt chúng. Video này được phát liên tục mỗi ngày để điều trị bọn trẻ. Chúng đã in sâu vào tâm trí về trả thù người làm chúng tổn thương. Thầy Prasad cho hội phụ huynh 99 giây chạy trước rồi hắn sẽ thả những học sinh bị thôi miên ra chơi đuổi bắt với họ. Bố của Nai giàu có nhất nên sẽ được thả đầu tiên, rồi đến dì của Wai vì là phụ nữ lần lần và cuối cùng là bố của Bi. Cô Iani nhân lúc không có ai chạy đến hội những học sinh chưa bị thôi miên để gọi Jun giúp mình. Mọi người đều muốn giúp nhưng vì quá nguy hiểm nên cô Iani không đồng ý. Maki thuyết phục cầu xin gãy lưỡi mới được cô đồng ý cho đi cùng. Jun nói cậu đã có kế hoạch ngăn thầy Prasad nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 50%, vậy nên họ đành phải liều được ăn cả ngã thì bị bắt. Trong rừng, hội phụ huynh đang sợ hãi chạy trốn. Khu rừng ma mị này càng chạy lại càng rối như mê cung. Hugo lựa chọn khẩu súng và đuổi theo hội phụ huynh. Cho dù gặp gì của Wai nhưng cậu không quan tâm lắm nên bỏ qua. Mục tiêu của Hugo chính là ông bố xấu xa của cậu. Jin cũng đã tìm thấy bố của mình. Jingazi và Bi cũng lần lượt tìm thấy phụ huynh. Lúc này tất cả bọn họ đều nói ngon ngọt với con cái của mình và lôi kéo chúng chạy thoát khỏi nơi đây. Bi đồng ý nhưng là đi ra ngoài theo từng mảnh khiến mặt ông bố tái luôn. Fuji đang giúp đỡ bố bằng cách bẻ lại khớp chân cho bố về vị trí cũ. Khi ông bị trẹo chân khiến ông ta hét lên trong đau đớn. Bố của Jin và Jingzai may mắn hơn khi né được cú đánh và chạy tuế khói. Tibet cầm cây gậy mà trước đây bố của cậu dùng để đánh cậu không thương tiếc đi theo bố. Đến khúc hội sinh viên bị thôi miên chuẩn bị ra tay giết chết phụ huynh của mình thì những người còn lại đã đến kịp ngăn chặn lại, vì chênh lệch về sức mạnh nên đã bị đám thôi miên đẩy ra xa. Jun và cô Iani đi đến giúp thầy Amin lấy lại ý thức, cậu đến gần thầy nói chuyện để Amin tỉnh lại. Với Jun, thầy Amin như một người bố của mình. Ngoài em gái Maki thì chỉ có Amin là quan tâm tới cậu. Nói rồi cậu ôm chầm lấy Amin gọi là bố, nhưng một hồi lâu trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Khi cậu dường như đã tuyệt vọng vì hết cách thì thầy Amin giữ tay Jun lại và nói: "Xin lỗi với cậu vì thời gian qua đã liên tục làm cậu phải chịu khổ." Ở phía Tibet, thật ra cậu ấy chỉ giả vờ là bị thôi miên để qua mặt giáo viên. Thật ra cậu ấy vẫn bình thường và nói ra hết những gì mà cậu muốn nói với bố của mình trong suốt thời gian qua. Nói xong thì Wai và Maki chạy đến. Lần này là nhờ thầy phó bản giúp nên Tibet mới không bị thôi miên. Tibet nói rằng cậu vẫn muốn tiếp tục ở homeschool nên kêu bố phải ăn chiếc bánh mà thầy phó bản đưa để xóa đi ký ức. Nếu không, khi quay về với địa vị của mình, ông ấy sẽ khiến homeschool bay màu trong phút mốt. Tibet đang dí súng vào thầy Prasad nhưng hắn vẫn ung dung không sợ hãi. Hắn còn đứng dậy chỉ chỗ cho Tibet nên bắn vào thì sẽ khiến máu chảy nhiều nhất. Hắn bắt đầu thao túng tâm lý cậu và nhắc về người bố quá cố của Tibet. Điều đó khiến cậu tức giận túm lấy cổ hắn. Trước kia bố của Tibet từng có suy nghĩ rời khỏi homeschool để về sống cùng gia đình. Nhưng đó là một sai lầm của thầy Phúc khi đã nói chuyện này với Prasad. Thầy Phúc khuyên hắn dừng việc thôi miên thầy Amin lại. Hoàn cảnh của Prasad cũng giống như các học sinh bị bố mẹ dùng bỏ đối xử tệ bạc nên nổi lòng thù hận. Thầy Phúc cũng đã từng khuyên Prasad không nên sử dụng bạo lực vì nó sẽ không giải quyết vấn đề gì. Hắn chẳng chịu nghe và đã cho bố của Tibet đi gặp các cụ. Sau khi bố Tibet mất, hắn còn tạo hiện trường giả để lừa mọi người. Prasad nói hắn làm như vậy vì muốn tẩy não Tibet và biến cậu thành con quái vật như hắn. Hắn không ngừng kích động Tibet rồi bị cậu đẩy ra sàn. Hắn lại nở nụ cười kỳ quái. Tibet dí súng vào đầu ông nhưng không thể ra tay. May mắn lúc đó thầy Amin đã kịp xuất hiện khuyên Tibet nên dừng lại. Cả Jun và cô Iani cũng đến giúp Tibet hạ súng xuống. Nhưng Prasad không có ý định dừng lại và chọc điên Jun khi nói rằng nên lo lắng cho em gái của mình hơn là đứng đây lo chuyện bao đồng. Nghe vậy Jun vội vàng chạy đi tìm Maki. Lúc này thầy Trang đã phát hiện thầy phó bản phản bội nên điên cuồng nổ súng vào đám trẻ. Chạy một hồi Wai bị trượt chân khiến Trang đuổi kịp đến. Maki đã bị dính đạn vào bụng khi đang chắn thay cho bạn của mình. Sau khi dính đạn, Maki ngã xuống trong đau đớn nhưng Trang không có ý định tha cho bọn họ. Lúc nguy kịch thầy phó bản đã nhào tới và đánh nhau với Trang rồi bảo ba đứa chạy trước. Maki dính đạn nên đã bị mất nhiều máu khiến cô không thể di chuyển. Thầy phó bản đơn giản không phải đối thủ của Trang nên nhanh chóng bị hạ gục rồi cầm súng chạy theo đám học sinh. Nai để Wai và Maki đi trước còn mình ở lại để giữ chân Trang. Vì bản thân từng là vận động viên quốc gia cộng thêm tính khí ngày càng nóng nảy đã nên dễ dàng đánh cho Nai bầm dập. Wai cố gắng dìu Maki về trường nhưng Maki không thể đi tiếp được nữa và ngất đi. Wai ôm lấy Maki mà khóc nức nở. Lúc sau Jun và Tibet đã chạy đến, Maki nói rằng cô chưa muốn chết rồi ngất phát lịm đi. Jun nhờ Tibet đưa hai người về trường trước còn mình đi tìm Trang để xử lý. Ở bên khác, Mok và Mek đã tìm được Fuji nên trói lại và dẫn cô về trường, còn lại Hugo, Jingzai và Jing vẫn đang đuổi bố của mình. Bố Fuji vẫn chưa biết điều thay đổi khi thấy con gái mình bị trói thì lại kích rằng đánh nó chết đi. Điều đó khiến Mok tức giận mắng xối xả ông già đó rồi đuổi ông ta đi. Bên này Bi vẫn đang giằng co với Pe Nhung, Feng vẫn đang khuyên cô ấy dừng lại. Bố của Bi ở một bên nghe những lời Bi nói đột nhiên thấy có lỗi nên đã đến xin lỗi con gái của mình. Jingzai cũng đã bắt được mẹ của mình khi cô định đâm dao thì lại dừng lại và để cho bà rời đi. Bố của Hugo cũng đã nhận ra lỗi lầm và nói rằng ông sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó và xin lỗi cậu. Và chính những thời khắc đó mới khiến những đứa trẻ tổn thương dừng lại. Thầy Amin vẫn đang cố thuyết phục Prasad khuyên hắn nên dẹp bỏ suy nghĩ trả thù đó vì tình yêu của bọn trẻ đã khiến chúng dừng tay lại.
Lúc này Jun đã tìm thấy Trang và Nai đang bị thương nằm bẹp dưới đất. Biết rằng mình sẽ không đấu lại với thầy Trang nên Jun dùng thuật thôi miên bằng chiếc bút mà cô Braepon đã đưa cho. Jun bắt đầu thôi miên thầy Trang khiến Trang tự đấm bản thân mình. Jun không hề có ý định dừng lại cho tới khi thầy phó bản và cô Jilak đến kịp để khuyên Jun dừng lại. Nếu không Jun sẽ khiến thầy Trang chết mất và cậu cũng sẽ trở thành con quái vật như Prasad. Mọi người quay trở về trường. Maki được cô Iani đưa đến bệnh viện, những học sinh thôi miên đều đã tỉnh lại. Hội phụ huynh sau khi trải qua khoảng thời gian kinh hoàng đó nên đã ngoan ngoãn ăn bánh xóa ký ức. Prasad và Trang bị thầy Amin báo cảnh sát nhưng khi bị còng hắn vẫn không chịu từ bỏ và nói rằng chỉ cần hắn vẫn còn sống thì dự án giờ chắc chắn vẫn sẽ được thực hiện, nếu không phải hắn thì sẽ là mầm non khác thực hiện nó. Thầy Amin cùng Jun xuống căn phòng dưới hầm và xin lỗi cậu vì thời gian qua đã nhốt cậu ở đây. Jun không trách Amin vì dù sao đó là do Prasad nhúng tay vào. Cuối cùng thầy Amin cảm ơn Jun vì cậu đã bảo vệ ngôi trường này. Một tháng sau Maki hồi phục khỏe lại và quay trở về trường. Cô nói chuyện cùng Tibet mà nhận cả rổ thính khiến cô cười tươi như hoa. Nai cũng không kém cạnh Tibet khi thả thính quay nhưng hơn là được cô ấy thơm má. Chiều hôm đó thầy Amin đi dạo ngoài sân và tự nói chuyện với Pinya. Ông đã thực hiện được lời hứa với cô. Ông đã biến homeschool thành một ngôi nhà của những đứa trẻ mồ côi. Thầy Amin biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nên đã cùng đám trẻ trải qua thời gian vui vẻ cuối cùng còn lại. Thầy Amin để lại toàn bộ tài sản của mình cho Jun và mong rằng cậu sẽ thay mình chăm sóc homeschool. Viết xong lá thư, thầy Amin đi xuống phòng tầng hầm nằm nghỉ và cũng là lần cuối nhìn thấy mọi người. Sáng hôm sau, cô Iani cùng Jun mang bữa sáng đến cho thầy Amin thì thấy thầy đã nằm bất động trên giường. Jun khóc nghẹn lên ôm lấy thầy. 6 tháng trôi qua, nhờ có Jun mọi thứ ở homeschool trở nên ổn định hơn. Cô Jilak đã vui vẻ hơn với công việc của mình mà không bị ai bắt ép. Cô Iani cũng đã không còn nghiêm khắc như trước. Cô đã nhận ra hạnh phúc của học sinh cũng chính là hạnh phúc của chính mình. Cuộc sống của mọi người giờ đây đã trở nên vui vẻ hơn, được nấu những món mà mình yêu thích, ăn những món ăn ngon. Jun đã có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của mọi người và nghĩ rằng thầy Amin sẽ rất vui về điều này khi không còn ai bị bỏ lại phía sau và không còn những tổn thương. Cho đến một ngày, một người bạn cũ của Jun xuất hiện, người đó chính là Zero, con trai của phu nhân mà bố dượng của Jun muốn cậu làm quen. Liệu rằng Zero có phải là mầm mống mà Prasad đã nói và cũng chính là thông điệp của hắn hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi Zero lên làm người cai quản ngôi trường này? Mời các bạn cùng mình hóng thêm phần tiếp theo nhé! Phần này tới đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi xuyên suốt cả câu chuyện. Mọi người có ý kiến gì hay muốn team mình review bộ nào hay để dưới bình luận nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ sau. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!